Và trong buổi học hồi sáng chúng ta biết rằng ngân hàng thương mại có nhiều nghiệp vụ. Nghiệp vụ cốt lõi tiếp theo sau cái nghiệp vụ mà tạo lập vốn đó là cái nghiệp vụ sử dụng vốn. Trong nghiệp vụ sử dụng vốn thì một nghiệp vụ quan trọng hàng đầu đó là cái cấp tín dụng cho nền kinh tế. Thì trong thời điểm bạn bạn có những các chương như là tín dụng ngắn hạn là chương 3 thuộc phạm vi tín dụng. Chương 4 là nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán. Chương 5 là tín dụng trung dài tài trợ gián đầu tư. Chương 6 cho thuê tài chính. Chương 7 nghiệp vụ bảo lãnh. Chúng ta có tổng cộng là chương 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta có 5 chương trong giáo trình đề cập đến nghiệp vụ tín dụng. Tín dụng thì bao gồm, chúng ta bữa sáng ta biết rằng bao gồm cho vay, chiết khấu, bao thanh toán, bảo lãnh, cho thuê tài chính. Cho bài sách này được trình bày thành 5 chương. Bây giờ trước hết tôi bàn về vấn đề cho vay. Về cơ bản cốt lõi của nghiệp vụ tín dụng là cho vay. Thì cho vay thì trong liệu trình bày cho vay ngắn hạn ở chương thứ 3 và chương thứ 5 là cho vay chung dài hạn. Thì như trên slide bạn thấy thì đang có một chương là tổng quan hoạt động tín dụng của ngân hàng. Thì chương này các bạn có thể không tìm thấy thành một cái chương độc lập trong liệu mà tôi đã gom một số nội dung của 5 chương vừa rồi thành một cái nội dung riêng. Bởi vì trong quá trình cấp tín dụng thì đòi hỏi có một số vấn đề nguyên tắc chung mà cho vay ngắn hạn, dài hạn, trung hạn, chiết khấu thanh toán cũng đều phải tuân thủ theo. Do vậy tôi sẽ gom các nội dung này thành một chương. Ví dụ về cơ bản thì bạn có thể tìm đọc ở mục một la mã những vấn đề chung về tín dụng ngắn hạn ở trang 54 trong giáo trình, hay là chúng ta có thể đọc những vấn đề chung về tín dụng tài trợ dự án mục một la mã ở trang 135 trong tài liệu. Sau khi đi vào những cái vấn đề chung về tín dụng rồi thì tôi mới đi sâu về các khía cạnh tín dụng ngắn hạn và tín dụng trung hạn theo đúng kết cấu các chương đây. Như vậy mục đích của chương thứ ba này, những vấn đề chung về tín dụng, thì trang bị cho anh chị những vấn đề cơ bản của tín dụng ngân hàng như là lãi suất tín dụng, đảm bảo tín dụng, quy trình tín dụng, thẩm định tín dụng, để làm cơ sở kiến thức chúng ta học sâu vào những cái chương sau. Trong chương này tôi trình lần lượt trình bày các nội dung như sau. Thứ nhất là những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng. Thứ hai là cơ bản của hoạt động cho vay. Thứ ba là trình bày về lãi suất tín dụng. Thứ tư tìm hiểu về quy trình tín dụng. Thứ năm là đảm bảo tín dụng. Thứ sáu rủi ro tín dụng. Là những cái vấn đề chung nhất về tín dụng. Ví dụ những cái vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng hay cơ bản hoạt động tín dụng và cho vay thì bạn có thể tìm đọc mục một la mã chương 3 trang 54. Ví dụ về vấn đề đảm bảo tín dụng thì bạn có thể đọc phần 3 la mã chương 3 trang 92. Trang 92. Chủ yếu là ta đọc ở chương 3. Trước hết ta tìm hiểu những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng. Chúng thấy là cái tín dụng, sự hình thành và phát triển của tín dụng nó dựa trên một các cơ sở khách quan như sau. Thứ nhất, nó xuất phát đặc điểm chu kiện vốn tiền tệ trong nền kinh tế, đặc điểm tuần hoàn vốn của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, sự không thống nhất giữa thu nhập và chi tiêu, sự không trùng khớp giữa thu chi. Như vậy cái sự không trùng khớp những đặc điểm chu kiện vốn, giả sử hôm nay bạn doanh nghiệp có thể hôm nay bán hàng nhưng mà không thu được tiền liền, sau đó mới thu tiền. Trong khoảng thời gian đó nên doanh nghiệp phải cần tiền để nhập khẩu vật tư thiết bị tiếp tục sản xuất kinh doanh. Giả sử ta cần một khoản chi tiêu bản thân cá nhân mình, chúng ta cần một khoản, giả sử ta muốn mua sắm một chiếc xe gắn máy, tuy nhiên khoản thu nhập hiện nay chúng ta không có đủ nhưng mà chúng ta dự kiến thu nhập những tháng sắp tới là đủ chiếc xe trang trải. Bản thân nhà nước vậy có thể là cần tiền chi tiêu cho an ninh quốc phòng phát triển kinh tế nhưng các nguồn thu từ thuế thì không đến đủ thời điểm này mà cuối năm mới thu. Do vậy nó sự không ăn khớp về thời gian giữa khoản tiền vào và tiền ra, tức là tôi nói xuất phát đặc điểm chu kiện vốn tiền tệ nền kinh tế của tất cả đối tượng. Và thứ hai, xuất phát nhu cầu đầu tư
và sinh lời của các chủ thể trong nền kinh tế. Tức là có một số chủ thể dư vốn muốn đầu tư để nâng cao khả năng sinh lời dòng tiền này, và có những chủ thể thiếu vốn nhưng muốn mở rộng kinh doanh để kiếm lợi nhiều hơn. Thứ nhất, nó lại xuất phát từ sự không ăn khớp về thời gian giữa khoản tiền vào tiền ra, nhưng mà nó còn phải phụ thuộc vào cái nhu cầu đầu tư sinh lời nữa. Giả sử tôi dư tiền nhưng mà tôi không muốn đầu tư đâu hết, giả sử có một số doanh nghiệp cá nhân không muốn mở rộng sản xuất kinh doanh để kiếm lợi nhiều hơn, thì chúng ta sẽ cũng còn không có phát sinh nhu cầu tín dụng. Như vậy thì tín dụng là gì? Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sở dụng một lượng giá trị dưới dạng tiền tệ hay hiện vật của người sở hữu sang cho người khác sử dụng, và sẽ hoàn trả người sở hữu nó sau một thời gian nhất định với một lượng giá trị lớn hơn. Chúng ta thấy đọc trong khái niệm này ta đề cập một sự chuyển nhượng tạm thời một lượng tiền từ người này sang người kia, từ người sở hữu sang người cần sử dụng. Và sau khoảng thời gian thì người sử dụng phải hoàn trả cho người sở hữu một khoản tiền ban đầu cộng với cái lãi nó cho một lượng lớn hơn. Hay tín dụng là một quan hệ vay mượn tài sản. Có thể vay mượn tiền tệ, vay mượn hàng hóa, được dựa trên nguyên tắc có hoàn trả cả vốn lẫn lời sau một thời gian định. Đó là những định nghĩa khái niệm chung nhất. Như vậy, một quan hệ được xem là quan hệ tín dụng khi chứa đủ ba nội dung sau. Thứ nhất là có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người này sang người kia. Thứ hai, sự chuyển nhượng này là có hạn, tháng 3, tháng 5, vân vân gì đó. Thứ ba, sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí. Ví dụ dành nhiều những cái câu, một số câu hỏi mở trong ngân hàng để thi hỏi rằng bạn cho người bạn khác mượn tiền, đúng không? Đó, ví dụ là 3 tháng sau trả lại, thì đó phải quan hệ tín dụng hay không? Nếu người ta căn cứ ba nội dung này thì đó không phải quan hệ tín dụng, bởi vì nó chỉ mới thỏa hai thứ thôi. A cho B mượn tiền vì quan hệ bạn bè thân tình nhau, thấy B khó khăn nên A cho mượn tiền, 3 tháng sau B có tiền trả lại. Thì thấy gì, trong ý ta thiếu đi yếu tố là kèm là chi phí, do vậy nó không phải là quan hệ tín dụng. Nó chỉ mới thỏa mãn là quyền sử dụng, cái hai là có thẹn thôi chứ nó không có chi phí, do vậy không là quan hệ tín dụng. Đó là tín dụng nói chung. Vậy tín dụng ngân hàng là gì? Cái của mình là quan tâm tín dụng ngân hàng, nãy giờ tôi nói thêm bên tín dụng thôi. Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí định. Thì cũng giống như cái khái niệm tín dụng bình thường, nhưng lúc này cái người sở hữu vốn là ngân hàng, người sử dụng vốn là khách hàng. Như vậy cũng có chuyển quyền sở hữu từ đối tượng này sang đối tượng khác trong một thời hạn nhất định và có kèm chi phí. Thỏa mãn ba điều kiện này ta gọi là tín dụng, nhưng đứng dưới góc độ quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng. Còn cấp tín dụng, chúng ta mới trình bày tín dụng là gì, còn về cấp tín dụng. Cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thỏa thuận được khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh và các nghiệp vụ khác. Đây là khái niệm theo điều 20 luật các tổ chức tín dụng Việt Nam. Trong quá trình cấp tín dụng phải đảm bảo các nguyên tắc như sau. Chúng ta có hai nguyên tắc. Thứ nhất là sử dụng vốn đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Cái nguyên tắc thứ hai đó là vốn vay phải được hoàn trả cả vốn gốc và lãi vay đúng thời hạn đã cam kết. Các bạn có thể tìm thấy những thông tin này ở trên trang 55 của giáo trình chẳng hạn. Tại trang 55 có nguyên tắc 1, vốn vay phải sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và có hiệu quả kinh tế. Nguyên tắc thứ hai trong trang 56, vốn vay phải được hoàn trả đầy đủ cả vốn gốc và lãi vay theo đúng hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Đó là những cái quy định đã được trình bày trong tài liệu giáo trình. Tôi bàn thêm chút xíu về hai nguyên tắc này. Thứ nhất, nguyên tắc nhất là sử dụng vốn đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng để làm gì?
À, bởi sự đảm thực hiện đúng nguyên tắc này để đảm bảo tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của người đi vay. Đảm bảo vốn tín dụng vận động đúng hướng phù hợp mục tiêu và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong từng kỳ. À, giả sử trong bối cảnh này, chúng ta ưu tiên cho một số lĩnh vực như sản xuất hàng tiêu dùng, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Đó. Đi ngân hàng có thể là vay vay anh vay để trồng trọt chăn nuôi một hộ gia đình nào đó ở Tiền Giang trồng trọt nuôi ta vay 100 triệu lãi suất 13%. Nhưng mà nếu anh vay tiêu dùng mua sắm ô tô xe cộ thì cứ phải cho vay 18%. Thế thì có khách hàng đó làm hợp đồng làm đi vay để đầu tư mở rộng nhà máy chăn nuôi vân vân đó, nhưng sau đó dùng tiền mua sắm ô tô gì đó vân vân để cho lãi suất rẻ hơn. Như vậy khi đã tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của người đi vay nó không đảm bảo, nó không phù hợp với sự vận động dòng vốn và chính sách phát triển kinh tế trong ở từng thời kỳ. Và khi sử dụng vốn không đảm bảo thì có khả năng ảnh hưởng đến vấn đề hoàn trả vốn gốc và lãi của cái người đi vay, và có thể ảnh hưởng vấn đề là ngân hàng không thu hồi đủ vốn vốn gốc để cho vay, tôi chưa kể đến tiền lãi, và từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nguyên tắc thứ hai là vốn vay phải được hoàn trả cả vốn gốc và lãi đúng vay đúng thời hạn cam kết. Thực hiện đúng nguyên tắc này để đảm bảo khả năng thanh toán và cái sử dụng vốn của ngân hàng. Bởi vì các anh chị lưu ý cái vốn mà ngân hàng mà cho khách hàng vay thì ngân hàng cũng phải huy động từ các thành phần khác trong nền kinh tế. Và khi huy động thì ngân hàng ước tính là giả sử 1 tháng, 3 tháng, 1 năm thì phải hoàn, thì ta đến rút tiền thì phải có tiền trả lại cho người ta. Do vậy trên cơ sở đó tôi cho vay, đúng không? Bởi vì hết thời hạn đó thì chúng ta phải hoàn trả để ngân hàng có cái tiền để hoàn trả cho cái người gửi tiền. À. Về phân loại tín dụng ngân hàng, nội dung thứ ba. À. Nếu tôi căn cứ theo mục đích thì chúng ta có một số phân loại tín dụng ngân hàng như sau. Ví dụ là cho vay, mục đích cho vay sản xuất kinh doanh. À. Cho vay làm gì? Cho vay sản xuất kinh doanh. Hoặc là chúng ta có thể cho vay tiêu dùng tín chấp. Thấy đây là những cái logo quảng cáo về các sản phẩm cho vay của các ngân hàng mà tôi chụp lại từ trên các website của các ngân hàng thôi. Mục đích là dùng sản xuất kinh doanh, mục đích là vay để tiêu dùng, hoặc căn cứ bởi chúng ta có cho vay tài trợ nhập khẩu, chúng ta có cho vay tài trợ xuất khẩu. Chúng ta có cho vay nông nghiệp, mục đích là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chăn nuôi. À, chúng ta có cho vay mua sửa chữa bất động sản. À, đó là căn cứ mục đích. Còn nếu căn cứ hình thức cấp tín dụng thì chúng ta có những cái cho vay theo món, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư. Thì những cái này, cái nội dung này sau chúng ta sẽ học ở những cái bài tiếp theo. Ví dụ chúng ta thấy cho vay theo dự án đầu tư là anh chị có thể tìm thấy ở chương 5, mà cho vay theo món anh chị có thể tìm thấy ngay ở chương 3 này, nó cũng có cho vay theo món, cho vay theo hạn mức tín dụng. Ví dụ bạn thấy trên trang 75, bắt đầu trang 75 trở đi của chương này là có những như cho vay theo hạn mức thấu chi, cho vay trả góp, cho vay theo món, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, là những cái nội dung mà tí nữa chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ. Đây cho chị mới phân loại điểm danh qua thôi. Nếu căn cứ vào thời hạn thì chúng ta có cho vay ngắn hạn, cho vay trung dài hạn và cho vay ngắn hạn là dưới 1 năm, từ 1 đến 5 năm là cho vay trung hạn và trên đó là cho vay dài hạn. Thì tùy vào mục đích vay, vay bổ sung vốn đồng hay là vay đầu tư máy móc thiết bị các dự án đầu tư mà thời hạn cho vay sẽ khác nhau và số tiền cho vay nó cũng sẽ khác nhau. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng thì chúng ta có cho vay thế chấp, cho vay có tài sản đảm bảo và cho vay không có tài sản bảo, tức là vay tín chấp. Ví dụ hiện nay một số anh chị làm cán bộ công nhân viên mà công ty mình trả lương qua ngân hàng thì ngân hàng có thể cho chúng ta vay tới bao nhiêu đó tiền không cần tài sản đảm bảo. Còn thông thường chúng ta đi vay thì chúng ta phải có cái cơ sở đảm bảo là tài sản đảm bảo. Thế tại sao đi vay cần tài sản đảm bảo thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở mục bảo đảm tài sản, các biện pháp bảo lãnh dụng ở một phần khác.
Căn cứ phương thức hoàn trả thì cho vay trả nợ một lần khi đáo hạn, trả duy nhất một lần cả gốc lại, hoặc cho vay trả góp định kỳ và cho vay không có kỳ hạn nợ cụ thể. Căn cứ vào kỹ thuật cấp tín dụng thì tôi có tín dụng trực tiếp và tín dụng gián tiếp. Trực tiếp là giả sử như giữa ngân hàng khách hàng không có một đối tượng nào xuất hiện, và gián tiếp là có một đối tượng thứ ba xuất hiện. Giả sử như chúng ta đến hàng vay xong mà cầm tiền nó ra ngoài siêu thị Nguyễn Kim, chúng ta mua cái tivi về xài, đó là tín dụng trực tiếp. Nhưng mà chúng ta có thể ra Nguyễn Kim, chúng ta ký hợp đồng Nguyễn Kim, và Nguyễn Kim mới thông qua ngân hàng tài trợ mình, thì đây là tín dụng gián tiếp. Như vậy trực tiếp là khách hàng vay xong trả nhận tiền và trả tiền trực tiếp cho ngân hàng, còn gián tiếp là thông qua đối tượng thứ ba. Hay giả sử chúng ta mua một cái tivi trả góp ở siêu thị điện máy Nguyễn Kim, nhưng mà khách hàng ngân hàng tài trợ thì sau này mình sẽ trả tiền cho siêu thị điện máy, và sau trên cơ sở đó thì Nguyễn Kim sẽ hoàn trả tiền cho ngân hàng như đó, là tín dụng gián tiếp đó. Đó tôi vừa nói xong phần đầu tiên là những cái vấn đề chung và hoạt động tín dụng. Tiếp theo tôi sẽ trình bày một số cơ bản và hoạt động cho vay nha. Tôi lưu ý bạn có ba thuật ngữ mà sáng nói là khác nhau: một là sử dụng vốn, hai là tín dụng, và thứ ba là cho vay. Một hoạt động thông thường thấy ngân hàng hoạt động cho vay, cho nên tôi dành một cái mục riêng để nói hoạt động cho vay. Thì cho vay là hoạt động tín dụng trực tiếp. Tôi vừa phân loại tín dụng trực tiếp, có tín dụng gián tiếp. Thì cho vay là hoạt động tín dụng trực tiếp, trong đó ngân hàng chuyển giao khách hàng quyền sử dụng một số vốn tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định với nghĩa vụ hoàn trả có lãi. Bởi vì các sinh viên thì thường hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm tín dụng và cho vay, cho nên tôi có soạn riêng một cái mục như vậy để cho các anh chị rõ hơn hai cái thuật ngữ này. Về khái niệm thì bạn thấy nó cũng giống như khái niệm tín dụng thôi, cũng chuyển khách ngân hàng cũng chuyển khách hàng một số tiền sử dụng trong khoảng thời gian định có trả lãi, cái chi phí giống như này, nhưng mà đây là khẳng định nó là tín dụng trực tiếp. Tức là không có một đối tượng thứ ba xuất hiện đây, chỉ có ngân hàng và tổ chức cá nhân đi vay. Về phạm vi áp dụng thì những cái chủ thể nào được tham gia trong quan hệ này, các bạn xem dùm trong tài liệu, chúng ta có những cái cơ sở pháp lý và phạm vi áp dụng ở mục 54. Bên cho vay là những ai và bên đi vay là những ai. Tôi thì tôi các anh chị thể tìm thấy, có thể nói một câu đơn giản là trong luật thì liệt kê ra, chúng ta thấy rất là dài dòng, nhưng về cơ bản là tất cả các tổ chức kinh tế cá nhân trong một nước ở Việt Nam đều có thể tham gia các quan hệ tín dụng này. Tôi chỉ lưu ý về một số những đối tượng như sau là không được cho vay với những trường hợp sau. Ở trang 54 trong tài liệu và trang 55 có trình bày phạm vi áp dụng giống như slide, nên tôi không nói lại. Bên cho vay là những ai, bên đi vay là những ai, tôi chỉ bổ sung thêm để bạn biết là không cho vay với những trường hợp sau. Thứ nhất là chúng ta không cho vay thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc của chính tổ chức tín dụng. Bởi vì khi chúng ta cho vay như vậy thì không đảm bảo tính khách quan của nó. Cái thứ hai là không cho cán bộ nhân viên của chính tổ chức tín dụng thực hiện nhiệm vụ thẩm định quyết định cho vay. Giả sử chúng ta đi vay thì chúng ta có dùng thế chấp một căn nhà, thì thường cán bộ sẽ có cử cán bộ xuống thẩm định nhà này giá trị nhiêu trên cơ sở đó cho vay. Và giờ giả sử cái người vay người thẩm định là một thì rõ ràng không khách quan. Do vậy chúng ta sẽ không cho cán bộ nhân viên của chính tổ tín dụng thực hiện nhiệm vụ thẩm định quyết định cho vay. Tiếp theo là không cho bố mẹ vợ chồng con thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc, phó tổng giám cho vay. Những cái điều này chắc chúng ta rõ ràng hết rồi, cho nên tôi không cần giải thích nhiều nữa. Rồi không cho giám đốc, phó giám đốc sở dịch và các chi nhánh các cấp vay, không cho vợ chồng con giám đốc, phó giám đốc sở dịch và chi nhánh các cấp vay, tức là không cho những cái người. Có nghĩa là vậy thì sau này có những câu hỏi trắc nghiệm như là A là một cái nhân viên giao dịch, còn nhân viên kế toán thôi của tổ chức tín dụng có nhu cầu vay số tiền để mua xe cho con.
Giả sử cô này có đủ khả năng hoàn trả rồi, thẩm định hồ sơ tốt hết, vậy có cho vay hay không? Chúng ta vẫn cho vay, bởi vì nó không thuộc phạm vi những đối tượng không cho vay. Còn khi nào cô A là các thành viên quản lý, là bố mẹ vợ chồng con của các thành viên quản lý, rồi là cán bộ nhân viên trực tiếp xem xét hồ sơ đó, thì chúng ta mới không cho vay. Còn một nhân còn ngân hàng cho chính nhân viên của mình vay là điều hết sức bình thường, không có gì hết. Chỉ trừ những nhân viên thuộc diện như tôi vừa trình bày là không cho vay. Thì những cái này thì chúng ta theo luật thì tôi phải trình bày liệt kê dài dòng 1, 2, 3, 4, 5 ý. Tôi phải đọc đầy đủ giống luật. Nhưng mà chúng ta rút lại, chúng ta để dễ nhớ thì chúng ta là các thành viên quản lý, ca bố mẹ vợ chồng con của cái thành viên đó, các cán bộ nhân viên trực tiếp xem xét cái hồ sơ tín dụng. Về thời hạn cho vay, thì thời hạn cho vay là cái khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Cái khái niệm mình hơi dài dòng trong tài liệu ở trang 58. Tài liệu trang 58 thì trình bày đơn giản hơn. Thời hạn cho vay tính từ ngày phát tiền vay, ngày thu hết nợ. Thu hết nợ. Là trang 58 của giáo trình đã trình bày rất rõ. Và đây tôi nói rõ hơn là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay, thì trong tài liệu trình bày là từ ngày phát tiền vay. Trên slide tôi là đến thời điểm khách trả hết nợ gốc và lãi. Thì trong giáo trình kia bài trả đến ngày thu hết nợ thì nó cũng như nhau. Nó cũng như nhau thôi, không có gì khác nhau cả. Để xác định thời gian cho vay, mình cho vay tháng, 3 tháng, 5 hay 5 vân vân đó, thì chúng ta phụ thuộc phương thức cho vay và phụ thuộc phương án kinh doanh của khách hàng và khả năng trả nợ của khách hàng. Về điều kiện cho vay, chúng ta cho vay nếu nếu cái à, một màn một cái chữ nếu khách hàng thỏa các điều kiện sau. Ở đây nhìn nó dài dòng bởi vì là trình bày theo đúng luật. Thí dụ đọc sơ qua, thí dụ có năng lực pháp luật, năng lực hành vi, có sử dụng khoản tín dụng hợp pháp, có khả năng trả nợ, có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện đảm bảo tín dụng, vân vân. Các anh chị có thể tìm mấy điều kiện cho vay ở trên trang 56, trang 57 của giáo trình. Trang 56, khách hàng vay vốn phải có đủ các điều kiện sau. Thứ nhất, có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự, chịu trách nhiệm dân sự theo quy định pháp luật. Trang 57 là người vay vốn và khả năng tài chính, đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. Người vay vốn có mục đích sử dụng vốn hợp pháp, có phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư khả thi có hiệu quả, thực hiện các quy định bảo đảm tiền vay theo quy định chính phủ và hướng dẫn thống đốc ngân hàng nước Việt Nam. Thì giáo trình thì trình bày hết rồi, như tôi cũng nói sáng là giáo trình có hết, nhưng có điều tôi kết cấu lại có thể không đúng theo thứ tự giáo trình. Về giới hạn cho vay, thì theo hiện nay dư nợ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng. Giả sử một ngân hàng có 3.000 tỷ, thì chỉ có thể cho vay một khách hàng tối đa là 3.000 nhân 15%. Do vậy để mà muốn cho vay những khách hàng lớn, những tổng công ty, những dự án lớn thì bản thân ngân hàng phải tìm cách gia tăng cái vốn tự có mình. Còn tăng vốn như thế nào thì ở bài chương vừa rồi chúng ta cũng đã đề cập đến các phương pháp tăng vốn của ngân hàng thương mại. Và
Bà thấy trên hình này một cái đóng cái dấu reject, tức là từ chối ngân hàng thương mại phải không cho vay. Không cho vay như sau. Không cho vay thì này có thể suy luận ra từ vấn đề cho vay thôi. Thí dụ mua sắm cái tài sản chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, tức là các tài sản mà không được phép dịch. Thứ hai là thanh toán chi phí việc thực hiện giao dịch mà pháp luật cấm, đáp ứng nhu cầu chính giao dịch mà pháp luật cấm, không cho vay trả gốc và lãi ngân hàng khác cho chính ngân hàng hoặc nộp thuế xuất khẩu. Thì thấy gì, chúng ta trình bày theo luật cho nên tôi trình bày dài dòng, nhưng về cơ bản là những cái gì hoạt động, cái hành vi gì mà pháp luật cấm thì ngân hàng sẽ không cho vay. Chúng ta các bạn chỉ lưu ý thêm một cái là không cho vay để trả gốc và lãi cho ngân hàng khác, cho chính ngân hàng. Tôi thiếu nợ một ngân hàng khác, đến kỳ cần trả lãi, giờ không có tiền sang ngân hàng này vay để trả ngân hàng kia, đương nhiên không được. Cho bạn ngân hàng khác, cho chính ngân hàng, nộp thuế xuất khẩu là không được, là những hành vi được cấm cho vay. Tôi có một số khái niệm khác quan trọng trong làm cho vay để sau này chúng ta tìm hiểu, ví dụ là kỳ hạn trả nợ. Tôi nói kỳ hạn trả nợ. Kỳ hạn trả nợ là các khoảng thời gian trong thời hạn cho vay đã được thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, mà tại cuối mỗi khoảng thời gian đó khách hàng phải trả một phần hoặc toàn bộ vốn vay cho tổ chức tín dụng. Ví dụ tôi cho vay 1 năm, cho vay 12 tháng, nhưng quy định cuối mỗi tháng phải trả một phần vốn gốc và lãi, thì cứ một tháng, một cái thời điểm tháng đó đó gọi là kỳ hạn trả nợ, còn 12 tháng gọi là thời hạn cho vay. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng những quy định này. Tiếp theo là gia hạn nợ vay. Gia hạn nợ vay là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Ví dụ cho vay 12 tháng, sau 12 tháng một vì một lý do khách quan đó mà khách hàng chưa có khả năng trả nợ ngân hàng, thì hai bên có thể ký một cái hợp đồng, một văn bản thỏa thuận đó, trong đó cho phép ví dụ là khách hàng được gia hạn thêm 3 tháng nữa chẳng hạn, thì đó gọi là gia hạn nợ vay. Thuật ngữ tiếp thứ ba là đảo nợ, là vay một khoản vay mới để thanh toán một khoản vay khác hiện hữu ngân hàng, gọi là đảo nợ. Thì bạn thấy hành vi mà vay một khoản vay mới để thanh toán cho khoản vay khác ngân hàng thì hành vi này không được phép như chúng ta vừa nghiên cứu mục trên, gọi là những thuật ngữ. Thời chúng ta do vậy chúng ta phải cần nắm rõ thời gian cho vay, kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ vay, đảo nợ. Đó, chúng ta kết thúc mục thứ hai, đó là vấn đề cơ bản cho vay. Thì chúng ta còn lại, chúng ta vừa đi được hai nội dung đầu tiên của cái chương này, đó là những vấn đề cơ bản về tín dụng hàng và cơ bản về hoạt động cho vay. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu một nội dung thứ ba, đó là lãi suất tín dụng. Thì lãi suất tín dụng nó là biểu hiện giá cả khoản tiền mà người cấp tín dụng đòi hỏi khi tạm thời trao quyền sử dụng khoản tiền của mình cho người khác. Nó đơn giản lãi suất tín dụng, nó lãi suất chính là giá cả tín dụng mà thôi. Khi người ta chuyển quyền sở hữu thì cái người sử dụng vốn phải trả cho người chủ sở hữu bao nhiêu thì nó chẳng là giá cả. Nếu căn cứ vào kỹ thuật tính toán thì chúng ta có các cách tính lãi đơn và cách tính lãi kép. Thì lãi đơn, lãi kép thì các anh chị cũng được học ở trong các môn học cơ bản về tài chính khác thôi. Tôi giới thiệu một số lãi suất thông dụng của thị trường để chúng ta có ý tưởng. Thứ nhất có là căn cứ hoạt động kinh doanh thì chúng ta có lãi suất huy động. Lãi suất huy động có kỳ hạn, lãi suất không hạn, có lãi suất cấp tín dụng, có lãi suất cho vay,
Có lãi suất cho vay ngắn nha, bao gồm lãi suất cho vay ngắn hạn, trung hạn hạn, có lãi suất tổng thấu chi, có lãi suất của bao thanh toán, có lãi suất của hoạt động chiết khấu. Bạn lấy cho vay, thấu chi, bao thanh toán, chiết khấu, tái khấu là các hoạt động cụ thể, hoạt động tín dụng. Do vậy chia cũng có lãi suất cho vay, thấu chi, lãi suất bao thanh toán, lãi suất chiết khấu, tái khấu, lãi suất cho thuê tài chính. Và chúng ta có lãi suất cơ bản và chúng ta có lãi suất liên ngân hàng. Căn cứ vào loại tiền, chúng ta có lãi suất đồng nội tệ, có lãi suất đồng ngoại tệ. Đó là một số cái lãi suất mà tôi giới thiệu qua để anh chị hay thường hay nghe thấy. Còn quan trọng là chúng ta khi đi vay thì chúng ta có quan tâm cái lãi suất trong hạn và lãi suất quá hạn. Lãi suất trong hạn là lãi suất áp dụng tính lại cho khoảng thời gian còn trong thời hạn trả nợ. Thì cái lãi suất này do ngân hàng khách hàng thỏa thuận với nhau, thể hiện trong hợp đồng tín dụng, nhưng phải phù hợp với cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước ở mỗi thời kỳ. Lãi suất tiếp theo là lãi suất quá hạn, là lãi suất áp dụng để tính lại cho món vay kể từ điểm chuyển nợ quá hạn trở đi. Thì cái lãi suất, giả sử như ta cho vay 10%, nếu mà quá hạn thì khách hàng sẽ bị phạt nhiêu đó. Thì cái lãi suất này do ngân hàng cho vay đề xuất, nó sẽ cao hơn lãi suất trong hạn, tuy nhiên không được vượt mức khống chế của ngân hàng nước. Ví dụ hiện nay quy định là lãi suất quá hạn không vượt quá 150% lãi suất là cho cơ bản chẳng hạn. Thì lãi suất 8% hiện nay thì chúng ta lãi suất không vượt quá 150% lãi suất trong hạn, thì chúng ta vay 10% thì chúng ta quá hạn thì cũng chỉ nằm trong cái phạm. Tiếp theo, nguyên tắc xây dựng lãi suất thì để mà xác định hiện nay có thể nói cái mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay thì về cơ bản là ngân hàng khách hàng tự thỏa thuận với nhau. Nhưng mà để xây dựng lãi suất thì ngân hàng có thể dựa trên cái cung cầu tín dụng, cái tỷ lệ lạm phát ở mỗi thời kỳ, rồi cái mức lãi suất huy động. Lãi suất huy động càng cao thì cái lãi suất cho vay nó phải càng cao. Thế này chúng ta nghe sơ qua thôi, chúng tôi không yêu cầu anh chị đi sâu vào tính toán này. Rồi. Lãi suất nó là một cái công cụ để kích thích tiết kiệm. Ví dụ để huy động vốn thì lãi suất là cao hay thấp. Lãi suất cao sẽ khuyến khích người dân gửi tiền tiết kiệm ngân hàng. Đứng dưới góc độ cho vay, góc độ hoạt động ngân hàng nói chung thì lãi suất nó là công cụ để điều hành kinh tế vĩ mô, là công cụ chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Nó là cái công cụ thúc đẩy các đơn vị sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, sử dụng vốn thận trọng, và cũng là cái phương tiện để ngân hàng cạnh tranh nhau, cạnh tranh về trong huy động vốn và cạnh tranh cả trong vấn đề cho vay. Và thông qua lãi suất thì ngân hàng tạo ra cái lợi nhuận cho chính mình trong quá trình hoạt động. Chúng ta tìm hiểu một nội dung mà trong giáo trình có, đó là quy trình tín dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu trên sách giáo trình là ở trang 59, một số 5 là quy trình cho vay. Cái nội dung này là nội dung rất dài, khá dài, trang 59, một năm quy trình cho vay. Thì quy trình cho vay trong tài liệu được trình bày từ trang 59 cho đến trang số 75. Chúng ta có khoảng là 16 trang của tài liệu trình bày quy trình tín dụng. Và kết thúc phần này chúng ta sẽ có một cái bài tập, tìm hiểu một cái bài tập có sẵn trong cái tài liệu giáo trình. Bài tập quy trình tín dụng, đây tôi trình bày quy trình tín dụng nói chung, còn trang 59 trình bày quy trình cho vay ngắn hạn, ở đây tôi trình bày quy trình cho vay nói chung, cho vay trung dài hạn. Chúng ta tìm hiểu quy trình tín dụng là gì, quy trình tín dụng có ý nghĩa như nào, và tìm hiểu một quy trình tín dụng căn bản. Cái quy trình tín dụng nó là cái bảng tổng hợp mô tả các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi ngân hàng quyết định cho vay, giải ngân và thanh lý là tín dụng. Tôi nói đơn giản thôi, các anh chị vào ngân hàng gửi tiền tiết kiệm thì nó cũng có một cái trình tự nào đó, một cái quy trình nào đó. Thí dụ nhân viên tiếp xúc bạn,
rồi viết tờ đơn, chuyển bộ phận nào xem xét, vân vân gì đó. Thì ở trong quá trình tín dụng thì nó cũng có một cái trình tự cụ thể. Như vậy, mô các bước đi cụ thể từ khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng cho đến khi ngân hàng quyết định cho vay, giải ngân và thanh lý tạm dừng thì là quy trình tín dụng. Thì trên slide đó là một quy trình tín dụng cơ bản, chúng ta thấy là có 6 bước. 6 bước. Trong tài liệu bạn nó có phần trang 59 đến trang 68 cũng 6 bước. Rồi từ trang 69 đến trang 75 thì có một quy trình là 8 bước. Đó. 6 bước, 8 bước hoặc một giáo viên một tài liệu đã trình bày 5 bước, 7 bước. Cái điều đó không quan trọng. Có thể cái người trình bày họ nhập, họ tách một bước nào đó ra, họ nhập nhiều bước là thành một bước, họ tách một bước thành nhiều bước, cho nên chúng ta sẽ có một quy trình tín dụng 5, 6, 7, 8 bước tùy. Vấn đề là không phải bao nhiêu bước mà chúng ta cái tính hợp lý của nó. Ở đây tôi trình bày 6 bước như sau. Tôi nói rõ vấn đề này bởi vì có thể sau này cũng các anh chị gặp vấn đề thi mà cho tôi ra 7 bước. Có nhiều bạn thắc mắc, ủa khi thầy giảng em này là 6 bước, trong sách em cũng thấy 6 bước, là sao giờ thi tới 7 bước? Bây giờ bạn lưu ý 5, 6, 7 hay 8, cái điều đó không quan trọng. Quan trọng là cái trình tự sắp xếp các bước cho phù hợp. Các bạn thấy trong ngay cả trong sách giáo trình mình cũng có hai quy trình, một cái 6 bước, cái 8 bước. Như bạn thấy bước 6 đây tôi có là thu nợ, thanh lý, tất toán, xử lý. Thì ai đó thể tách bước 6 ra, bước thu nợ riêng, bước thanh lý riêng, đó thì sẽ ra 7 bước. Tôi sẽ đi trình tự theo đúng 6 bước này. Đầu tiên là hướng dẫn khách hàng tiếp nhận hồ sơ vốn. Từ lúc hướng dẫn cho khi xem xét hồ sơ của khách hàng, thẩm định tín dụng, xem xét xong ra quyết định có cho vay hay không cho vay, bước thứ ba. Cho vay thì ký hợp đồng và các thủ tục pháp lý khác. Và sau đó tiến hành giải ngân khách hàng và sau đó thì thu nợ thanh lý hợp đồng. Chúng ta lần lượt tìm hiểu nội dung của các bước này. Bước đầu tiên là hướng dẫn khách hàng và tiếp nhận khách hàng. Như bạn thấy hình vẽ trong bước này tôi ghi là gì? Những gì khách hàng muốn. Khách hàng muốn gì? Thì chúng ta sẽ tiếp xúc khách hàng, tư vấn khách hàng, tư vấn này và tiếp nhận hồ sơ khách hàng. Thì một sau khi mà tiếp xúc tư vấn để tìm hiểu nhu cầu khách hàng thì khách hàng sẽ là tiến hành làm một bộ hồ sơ để xin vay một món tiền đó. Thì cái bộ hồ sơ về cơ bản cần thu thập thông tin sau. Tôi đang trình bày chi tiết những nội dung này, có thể trong giáo trình thì không có, tôi trình bày chi tiết thêm để cho anh chị có thêm kiến thức. Một bộ hồ sơ của khách hàng cần trình bày các thông tin, thứ nhất là thông tin về pháp lý, thứ hai thông tin về vấn đề tình hình tài chính của khách hàng, thứ ba thông tin về phương án sản xuất kinh doanh khách hàng, và thứ tư là thông tin về vấn đề tài sản đảm bảo khách hàng. Trong tài liệu thì không có trình bày nó là cung cấp hồ sơ, nhưng mà chúng ta thấy trong tài liệu trình bày là nhân viên tín dụng có nhiệm vụ tiếp xúc và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục vay, trình bày những thông tin đó, vấn đề pháp lý, cái dòng pháp lý, vấn đề thứ hai là hoạt động sản xuất kinh doanh, vấn đề thứ ba vấn đề tài chính khách hàng, vấn đề thứ tư tài sản thế chấp cầm cố. Như vậy trên slide tôi trình bày tóm tắt, còn trong liệu chị gạch liệt kê các ý của cái slide này. Rồi về hồ sơ pháp lý, ví dụ như là quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề, giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu, điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm người điều hành, kế toán trưởng, chứng nhận góp vốn, giấy phép đầu tư, giấy đăng ký mã số thuế, vân vân. Thì nói chung ngân hàng sẽ liệt kê các danh bạ giấy tờ mà khách hàng cần nộp khi ta đi vay, thì ngân hàng sẽ cung cấp những cái nội dung này.
về cái hồ sơ tài chính đó. Ví dụ như là bản cân đối kế toán, bản báo cáo các hoạt động kinh doanh, bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các tài liệu liên quan vốn, vân vân. Những cái báo cáo chính này thì chúng ta dân kế toán chúng ta thì rất là thành. Về giấy tiếp theo là hồ sơ tài sản đảm bảo. Thí dụ chúng ta lấy là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở, giấy cam kết tài sản đảm bảo, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, vân vân. Đó là cái hồ là những cái hồ sơ mà tiếp theo là hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh. Đây là cái hồ sơ có thể nó quan trọng nhất, bởi vì có thể có tư cách pháp lý, rồi có năng lực tài chính, có tài sản đảm bảo, nhưng mà cái phương án sản xuất kinh doanh không hiệu quả, không khả thi thì nó cũng không có đảm bảo khả năng hoàn trả vốn gốc và lãi cho ngân hàng. Hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh, khách hàng phải trình bày kế hoạch hoặc phương án sản xuất kinh doanh khả thi, các văn bản hợp đồng kinh tế về cung cấp vật tư tiêu thụ, cái kế hoạch vay vốn, cách trả nợ, chứng minh nhu cầu vay ngoại tệ, vân vân. Thì những cái danh mục hồ sơ này thì ở các ngân hàng sẽ khác nhau, và nói chung các hàng đều liệt kê hết. Khi khách hàng làm hồ sơ vốn thì phải nộp đầy đủ các thông tin này. Sau khi tiếp xúc, tư vấn và nhận hồ sơ, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ, thì sau khi khách hàng nộp bộ hồ sơ lên, chúng ta tiến hành thẩm định. Chúng ta tiến hành phân tích và thẩm định tín dụng. Trong bước này chúng ta sẽ phân tích và thẩm định khả năng hiện tại và tiềm tàng của khách hàng về vấn đề sử dụng vốn, về khả năng hoàn trả, về khả năng thu hồi vốn gốc và lãi cho ngân hàng. Mục tiêu của việc phân tích và thẩm định tín dụng đó là xác định cái rủi ro, khả năng kiểm soát rủi ro của ngân hàng. Chúng ta có những cái quy trình như sau. Thứ nhất là sau khi chúng ta thu thập thông tin về khách hàng, sau chúng ta xử lý thông tin đó và chúng ta sẽ đưa ra các báo cáo để trên cơ sở đó các cấp có thẩm quyền ra quyết định là cho hay là không cho vay. Về thu thập thông tin thì trước hết chúng ta thu thập từ thông tin như chính hồ sơ khách hàng cung cấp, hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài sản đảm bảo, hồ sơ năng về tài khả năng tài chính, hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh. Và sau chúng ta thu thập thông tin thông qua tiếp xúc trò chuyện phỏng vấn khách hàng. Chúng ta thu thập thông tin từ các ngân hàng khác, từ ngân hàng. Chúng ta thu thập thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng, hay chúng ta ngân hàng nước có một cái trung tâm thông tin tín dụng lưu trữ thông tin về các khách hàng có quan hệ tín dụng với các ngân hàng trên toàn quốc. Chúng ta thu thập thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, có nghĩa là chúng ta rất nhiều nguồn từ bản thân khách hàng, từ các ngân hàng khác, từ thị trường. Chúng ta bằng càng đa dạng nguồn cung cấp thông tin này càng tốt, để chúng ta có thông tin đầy đủ, toàn diện và nắm rõ khách hàng đó, nhằm hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong quá trình cho vay. Về thông tin thì có thể nói là có phân tích thông tin tài chính và các thông tin về phi tài chính. Chúng ta sẽ tiến hành thẩm định tài chính và thẩm định phi tài chính. Trong thề thẩm định tài chính thì tức là chúng ta thẩm định cái khả năng thanh toán, chúng ta thẩm định cái năng lực tài chính của người đi vay, để từ đó quyết định là cho hay không cho vay. Trong thẩm định tài chính thì chúng ta sẽ lần lượt thẩm định 6 nhóm tiêu chuẩn như sau. Các anh chị có thể đọc trong giáo trình các thông tin về thẩm định tài chính từ trang cuối trang 60 đi. Có nhóm nhất là thẩm định về vấn đề khả năng thanh toán, chỉ tiêu thanh khoản khách hàng. Bạn thấy trong giáo trình là nhóm thứ hai. Thứ hai là khả năng hoạt động, nhóm chỉ tiêu hoạt động, nhóm 1 trong giáo trình. Thứ ba là vấn đề hiệu quả sử dụng tài sản. Thứ tư là thẩm định về các chỉ tiêu về cân nợ. Thứ năm các chỉ tiêu về cơ cấu vốn. Thứ sáu các chỉ tiêu về doanh lợi. Vấn đề chia ra bao nhiêu nhóm nhiều ít sẽ phụ thuộc quan điểm của mỗi cá nhân. Các bạn có thể thấy các chỉ tiêu này được tính toán
ở trong giáo trình thành 4 nhóm. Trong tài liệu chỉ trình bày cái công thức tính. Có thể các anh chị đã từng học nội dung môn học này trong phân tích báo cáo chính. Ở đây thì tôi sẽ trình bày lại chỉ tiêu này và tôi nói rõ một chút xíu, tôi phân tích chi tiết hơn giáo trình ở chỗ là chỉ tiêu này dùng để biết cái gì. Còn giáo trình thì có thể thiếu sót là chỉ trình bày chỉ tiêu công thức tính toán thôi về mặt toán học, mà không nói rõ các chỉ tiêu này có ý nghĩa như thế nào. Và chúng ta quan trọng là thông qua tính toán nó cho thấy ý nghĩa như thế nào. Thứ nhất là tôi trình bày chỉ tiêu về tính thanh khoản, bao gồm khả năng thanh toán chung, khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán tức thời và khả năng thanh toán lãi vay. Tôi trình bày nhiều hơn giá trị chút xíu. Trong giá trình thì có 3 chỉ tiêu là khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán trước mắt, tức khả năng thanh toán tức thời đó, và khả năng thanh toán nhanh. Đây tôi còn bổ sung thêm khả năng thanh toán chung và khả năng thanh toán lãi vay cho các anh chị thêm. Đầu tiên là khả năng thanh toán chung, kế tiếp ngắn hạn, nhanh, tức thời và thanh toán lãi vay. Về khả năng thanh toán chung, nó được tính bằng công thức tổng tài sản chia tổng nợ phải trả. Cái chỉ tiêu này sẽ cho biết cái khả năng thanh toán nói chung của doanh nghiệp trong một thời kỳ. Tức là đem so sánh với cái giữa cái tài sản của mình có với cái nợ mình đang thiếu là nhiêu. Chúng thấy rằng nếu mà cái tỷ lệ này mà nhỏ hơn 1, tức là tài sản của doanh nghiệp không đủ khả năng thanh toán nợ. Tức là doanh nghiệp thiếu thanh khoản. Mà nếu lớn hơn 1, thì doanh nghiệp đủ hoặc thừa cái thanh khoản. Trong giáo trình thì không trình bày chỉ tiêu này, bởi vì giáo trình thì đang trình bày về cái khả năng thanh toán trong cái tín dụng ngắn hạn. Tôi đang nói trình bày về tín dụng nói chung, cả ngắn dài hạn, cho nên tôi đưa thêm cái khả năng thanh toán này. Cái khả năng thanh toán thứ hai là khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán ngắn hạn. Giống như tài liệu trình bày bằng tài sản ngắn hạn chia nợ hạn ở trên trang 61. Tức là chúng ta so sánh giữa tài sản hạn và nợ hạn thôi. Hồi nãy chúng ta so sánh giữa tổng tài sản và tổng nợ là khả năng thanh toán nói chung. Còn giờ chúng ta chỉ xét riêng về cái ngắn hạn thôi. Là trước mắt phải thanh toán phải trả như nào. Các anh chị học trong môn học kế toán, ngành mình ngành kế toán, thì chúng ta có những cái gọi là nợ ngắn hạn. Có nợ phải trả, rồi nợ ngắn hạn, nợ hạn. Rồi tôi nhớ hình như bên kế toán có những chỉ tiêu nợ dài hạn đến hạn trả cho năm nay, đúng không chị? Mã số 315 gì đó, vâng. Thì chúng ta, tức là chúng ta quan tâm đến cái nợ hiện tại phải trả như nào. Thì chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có đủ tài sản dự kiến sẽ chuyển đổi thành tiền trong một khoảng thời gian ngắn để thanh toán khoản phải trả ngắn hạn hay không. Để đảm bảo khả năng thanh toán thì hệ số này phải lớn hơn 1. Nếu mà nhỏ hơn 1, tức là tài sản ngắn hạn không đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, thì cái này thường rơi vào trường hợp doanh nghiệp dùng vốn ngắn hạn để đầu tư cái tài sản cố định. Rất nhiều. Và do vậy sẽ thiếu hụt cái tài sản để trả trong ngắn hạn. Tuy nhiên nếu lớn hơn 1 mà quá lớn thì có thể không tốt. Lớn hơn 1 thì khả năng thanh toán thuận lợi, tức là tài sản hạn nhiều hơn nợ ngắn hạn, đủ sức trả nợ. Nhưng mà lớn hơn quá thì có thể là vấn đề sử dụng vốn không được hiệu quả lắm. Bởi vì nếu mà tài sản hạn mà lớn hơn nợ hạn nhiều quá thì tức là doanh nghiệp đang tồn nhiều tiền mặt, đang quá nhiều hàng tồn kho, được các khoản phải thu, phải xuất hàng giả sử 131 nhiều, các khoản tồn kho tài khoản 15 nhiều, tài khoản tiền 11 nhiều. Mà bạn thấy gì? Tiền mặt nhiều, tồn kho nhiều, công nợ nhiều, tức là vấn đề sử dụng vốn, quản lý khoản phải thu của nghiệp nó không được tốt. Cho nên về cơ bản nó lớn hơn 1 nhưng mà lớn quá thì cái thèm tốt. Và có thể nhiều bạn hỏi rằng lớn quá là nhiều, thì tôi lưu ý anh chị là tôi không có thể nào trả lời câu hỏi chính xác lớn 1, 1,5, 2, 3 là tốt, bởi vì nó phải phụ thuộc vào đặc điểm nghiệp, phải so sánh các doanh nghiệp cùng ngành để chúng ta có những cái thông tin này.
À. Tiếp theo là khả năng thanh toán nhanh, à, bằng tài sản ngắn hạn trừ hàng tồn kho chia cho nợ ngân hàng. Tức là chúng ta loại bỏ cái bộ phận hàng tồn kho ra. Nói chung đấy, tài sản trong để thanh toán nợ ngân hàng thì chúng ta sử dụng tài sản hàng. À, tuy nhiên trong tài sản hàng thì có những cái bộ phận à, muốn sử dụng thanh toán thì phải trải qua một khoảng thời gian. Ví dụ chúng ta có hàng hóa, hàng tồn kho thì chúng ta sẽ bán thu hồi trả nợ. Tuy nhiên để trả tức thì, trả nhanh thì chúng ta phải loại trừ cái bộ phận hàng tồn kho này ra. À, cái chỉ tiêu này cho biết khả năng chuyển đổi các tài sản doanh nghiệp thành tiền đáp ứng yêu cầu thanh toán cấp thiết các khoản nợ. À, thông thường à, cái chỉ tiêu này nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1 là chấp nhận được. À, tức là chỉ tiêu này nhỏ hơn khả năng thanh toán ngắn hạn như tôi vừa trình bày chỉ tiêu trên. Cái này là khả năng thanh toán nhanh, cái chữ này bị sai một xíu. Ở trên là khả năng thanh toán ngắn hạn bằng tài sản hạn chia nợ ngắn hạn, đây là tài khả năng thanh toán nhanh, cái chữ này tính sai cái gì. Ở tỷ lệ này thực ra càng cao thì càng tốt, bởi vì càng cao thì mức độ rủi ro và thanh toán của doanh nghiệp thấp, nhưng mà cao quá thì hiệu quả quản lý tài sản lưu động chưa tốt. À, bởi vì doanh nghiệp này tồn đọng, sẽ giả sử tồn đọng nhiều tiền mặt mà tiền thì cái tính sinh lời là thấp và thậm chí không sinh lời. À, mà nếu mà tỷ lệ này thấp thì khả năng đáp ứng ngay các nghĩa vụ nợ hàng nó sẽ kém, do vậy từ 0,5 đến 1 là cái khoản mà có thể chấp nhận được. Thứ ba là khả năng thanh toán trước mắt hay khả năng thanh toán tức thời, nó bằng tiền mặt và tài sản coi như tiền mặt chia nợ hàng. Đó là các chỉ tiêu về khả năng thanh toán. Chúng ta xem các chỉ tiêu về, tôi bổ sung thêm một chỉ tiêu nữa mà trong chương trình không có, là khả năng thanh toán lãi vay. À, xét thanh toán về phần lãi thôi chứ không phải nợ nói chung. À, thì bằng lợi nhuận trước thuế và lãi vay chia cái lãi vay phải trả. Cái chỉ tiêu này cho biết nghiệp đã tạo ra lợi nhuận gấp bao nhiêu lần lãi phải trả. À, chỉ tiêu này càng cao thì rủi ro mất khả năng chi trả lãi tiền vay càng thấp và ngược lại. Thì thông thường kinh nghiệm thì ta nói chỉ tiêu này phải lớn hơn 2. À, bởi vì lợi nhuận trước thuế lãi vay làm ra một phần phải trả lãi vay, phần còn lại là lợi nhuận của chủ sở hữu, và mà chỉ tiêu này phải lớn hơn 2. Tôi trình bày thêm. À, tuy nhiên trong quá trình làm bài tập thì trong giáo trình lý thuyết trình bày bao nhiêu chỉ tiêu thì bài tập mình cũng chỉ tính bao nhiêu chỉ tiêu thôi. Có thể tại giáo trình trình bày 3 thì tí nữa bài tập mình tính 3. Còn có thể trong slide lý thuyết tôi bổ sung thêm 1, 2 đó để cho anh chị có thêm, chứ chúng ta không cần phải tính toán trong quá trình làm bài tập. Tiếp theo là nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động. Thì bao gồm thứ nhất là vòng quay hàng tồn kho, chỉ tiêu 1.1 trang 61. Thứ hai là vòng quay các khoản phải thu. À, cái này trong tài liệu là 1.3 kỳ thu tiền bình quân. Tiếp theo là vòng quay vốn lao động, chỉ tiêu 1.2 trong phần trang 61. 1.1, 1.2, 1.3 trên trang 61. Trước hết là vòng quay hàng tồn kho thì tính bằng doanh thu thuần chia vốn lưu động bình quân. Xin lỗi bạn, đây là vòng quay vốn lưu động, vòng quay vốn động bằng doanh thu thuần chia vốn lưu động bình quân, hay là chia tài sản ngắn hạn bình quân. Cái chỉ tiêu này là cho biết chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, tức là một cái đồng vốn quay được bao nhiêu vòng. À, hệ số này càng lớn thì vốn động quay càng nhiều vòng, tức là hiệu quả sử dụng vốn động càng cao và ngược lại. Bởi vì đồng vốn đưa vào, chúng ta thấy vòng cái gì? Đưa vào, thu hồi, à rồi chúng ta đưa vào sử dụng tái thu hồi, thì một năm mới quay được nhiều càng nhiều vòng.
thì hiệu quả sử dụng vốn nó càng lớn. Đây là một con số liệu cụ thể để tham khảo thêm thôi. Người ta ước tính rằng trong ngành thi công xây lắp thì 2 vòng, thương mại dịch vụ 5-7 vòng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng thì 2-4 vòng, chế biến nông lâm hải sản thì 2-3 vòng. Cho nên trong quá trình giảng thuyết tôi nói là cao hay thấp thì nó định tính chung chung. Còn nhiều cao, nhiều thấp thì chúng ta phải so sánh doanh nghiệp trong cùng vòng. Ví dụ 2 vòng, ví dụ nói giờ 3 vòng thì đối thi công xây lắp là cao, bởi ngành này trung bình 2 vòng. Nhưng đối thương mại vụ 3 vòng là thấp. Cho nên các ngành khi tính toán ra thì họ phải tham khảo chỉ số chung của ngành để họ định là cao thấp. Còn lý thuyết giảng thì tôi chỉ nói chung chung, cao như thế nào, thấp như thế nào. Thứ hai là vòng quay hàng tồn kho bằng giá vốn hàng bán hoặc doanh thu thuần chia hàng tồn kho bình quân. Cái chỉ tiêu này, nếu mà vòng quay vốn lưu động cho thấy vốn tốc độ luân chuyển lưu động thì vòng quay hàng tồn kho phản tốc độ luân chuyển của hàng tồn kho trong quá trình sản xuất. Hệ số này càng cao càng tốt, bởi vì hàng tồn kho nhập vào, mua vào rồi bán ra, rồi mua vào bán ra liên tục như vậy. Tuy nhiên mà nếu mà nó cao quá thì tức là cái hàng tồn kho nó ít, có thể xảy ra tình huống hàng tồn kho ít, cho nên doanh nghiệp phải thường xuyên mua bán liên tục, và ít này có thể ảnh hưởng đến vấn đề dự trữ kỳ kinh doanh tiếp theo. Nếu mà hệ số này thấp, tức là giá trị hàng hóa tồn kho cao, doanh thu. Thứ hai, số ngày hàng nằm trong kho lâu. Mà ngày hàng nằm trong kho lâu thì ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, tốn kém chi phí bảo quản kho bãi đặt hàng. Nếu chúng ta có vòng quay hàng tồn kho, chúng ta lấy số ngày của một năm, quy ước 360 ngày, chia vòng quay hàng tồn kho thì chúng ta đã được số ngày của một vòng quay. Ví dụ chúng ta biết mà hàng hóa doanh nghiệp nằm tồn kho bao lâu mới được xuất ra bán lần, thì sau khi chúng ta tính được vòng quay rồi, ví dụ chúng ta tính được 10 vòng, thì như vậy bình quân hàng nằm trong kho là 360 chia 10 là 36 ngày doanh nghiệp mới, từ ngày mua ngày bán là mất 36 ngày, mất khoảng 36 ngày. Thì bạn thấy rõ ràng cái ngày này càng thấp là càng tốt, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề hiệu quả và sử dụng vốn, tồn động vốn, chi phí. Tuy nhiên mà thấp quá, ví dụ ra tính 2-3 ngày là quay một vòng, có nghĩa là có thể hàng tồn kho mình ít quá, cho nên mình phải thường xuyên liên tục mua vào bán ra. Tiếp theo là vòng quay các khoản phải thu, thì lấy doanh thu thuần chia các khoản phải thu bình quân. Tài liệu mình thì trình bày không thống nhất lắm, là nó có kỳ thu tiền bình quân chứ không có chỉ tiêu này. Tuy nhiên tôi sẽ trình bày chỉ tiêu vòng quay trước rồi suy ra kỳ thu tiền bình quân. Doanh thu thuần chia các khoản phải thu bình quân, chỉ tiêu này phản tốc độ thu hồi công nợ của doanh nghiệp. Vòng quay này càng lớn, tức doanh nghiệp không bị người khác chiếm dụng vốn, sử dụng vốn có hiệu quả cao. Tuy nhiên lớn quá thì ảnh hưởng chính sách khách hàng doanh nghiệp. Bởi vì như vậy chính sách bán chiều doanh nghiệp không được hấp dẫn và có thể ảnh hưởng đến mất một số lượng khách hàng. Lấy cái số ngày cho một năm 360 chia vòng quay các khoản phải thu, thì ra là kỳ thu nợ bình quân. Ví dụ vòng quay các khoản phải thu mình tính được 20, lấy 360 chia 20 là 18, tức bình quân 18 ngày là mình thu hồi nợ về. 18 ngày. Thì chung giá trị trung bình có thể chấp nhận được là tầm khoảng 30-60 ngày. Đó là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản, bao gồm hiệu quả sử dụng tài sản 1.4 trong trang 61 và hiệu quả sử dụng tài sản cố định, là tôi bổ sung thêm riêng cái này về sử dụng riêng tài sản định thôi. Trong sách chỉ có hiệu quả sử dụng tài sản 1.4. Còn lưu ý là các chỉ tiêu về phân tích tài chính thì ngày nay là càng đa dạng,
càng chi tiết càng tốt, bởi vì nó cho thấy cặn kẽ chi tiết tình hình tài chính của một cái khách hàng trước khi quyết định cho vay hay không. Thứ nhất là hiệu quả sử dụng tài sản bằng doanh thu thuần chia tổng tài sản bình quân. Sách bạn nghĩ là tổng doanh thu chia tổng tài sản có, nhưng mà đối doanh nghiệp thì không ta, đối ngân hàng thì mình ghi là tài sản có, tài sản nợ, nhưng mà đối doanh nghiệp thì không ai dùng thuật ngữ tổng tài sản có cả. Có lẽ khi tác giả viết sách thì nhầm lẫn chút xíu, hay là bị tư tưởng của báo cáo ngân hàng nó sử dụng đây, anh dùng từ tài sản có, từ tài sản được rồi anh chị nha. Nó thì một đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. Lấy doanh thu chia tài sản thì cứ một đồng vốn, một đồng tài sản thì tạo được bao nhiêu đồng doanh thu, thì rõ ràng cái giá trị này càng cao càng tốt. Tức là cứ đồng tài sản bỏ ra tạo ra càng nhiều doanh thu càng tốt. Tiếp theo là hiệu quả sử dụng tài sản định nó riêng thôi, tức là lấy doanh thu thuần chia tài sản bình cố định bình quân. Hồi nãy là chia tài sản nói chung, bây giờ chia riêng tài sản định thôi. Thì chỉ tiêu này cho thấy là sức sản xuất tài sản định, một đồng đầu tư tài sản định thì tạo được bao nhiêu đồng doanh thu. Thì tùy thuộc ngành nghề là thương mại hay sản xuất kinh doanh thì cái hệ số này lớn nhỏ. Trong ngành thương mại bạn thấy gì, mức đầu tư tài sản định nó thấp hơn cái ngành về sản xuất khác. Thì đó là nhóm chỉ tiêu và hiệu quả sử dụng tài sản. Nhóm thứ tư là nhóm chỉ tiêu về cân nợ. Cân nợ bao gồm nợ phải trả trên tổng tài sản, tức là 3.1 trên 61. Thứ hai là nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 3.2 trên 62. Thứ ba là nợ phải trả trên tổng nguồn vốn. Thứ tư là tôi nói thêm là nợ quá hạn trên tổng dư nợ vay ngân hàng. Tài liệu bạn thì đối nhóm này thì có nhiều, khá nhiều 7 chỉ tiêu. Thứ nhất là 3.1 là nợ phải trả tổng tài sản. Thứ hai 3.2 nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu. Thứ ba là vốn chủ sở trên tổng nguồn vốn. Thứ tư là nguồn vốn chủ sở trên tài sản dài hạn. Thứ năm là nguồn vốn chủ sở trên nguồn vốn đi vay. Thứ sáu là nguồn vốn đi vay tổng nguồn vốn. Thứ bảy lãi chiết thuế lãi vay trên lãi vay. Đầu tiên là nợ phải trả trên tổng tài sản. Ngay cái tên gọi chỉ tiêu cũng cho thấy cách tính rồi, lấy nợ chia tổng tài sản. Tức là phản cơ cấu đầu tư nghiệp, tức là trong cái tổng tài sản đó bao nhiêu phần trăm là được tài trợ bởi cái nợ vay. Đứng góc độ doanh nghiệp, cái tỷ lệ này cao, trong tổng tài sản mình có 6-80% tài sản nợ, tức là chứng tỏ thành tích của doanh nghiệp là vay mượn tốt. Nếu nghĩa tỷ suất lợi nhuận cao hơn tỷ lệ lãi vay thì tốt, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận mà thấp hơn tỷ lệ lãi vay, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản lỗ nặng. Đó là góc độ doanh nghiệp thôi. Còn ngược lại, đứng góc độ chủ nợ, cái người đi vay mà nhìn vô thấy chỉ tiêu được cao quá, trong tổng tài sản nghiệp này thì 60% là tài trợ nợ vay, thì cái rủi ro mà mình cho nó doanh nghiệp này vay á thì thu hồi nợ về thấp, nó nguy hiểm. Và thấy hai quan điểm ngược lại, một với góc độ doanh nghiệp thì chỉ tiêu này tốt, thành tích vay mượn mình tốt. Còn chủ nợ thì chỉ tiêu này cao, chứng tỏ cho vay này có rủi ro cao trong vấn đề thu hồi nợ. Như vậy chúng ta khi phân tích doanh nghiệp, chúng ta đang đứng góc độ là thẩm định tín dụng, đứng góc độ ngân hàng xem xét báo cáo tài chính nghiệp, thì chúng ta đứng trên cái phương diện chủ nợ này. Thứ hai là nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, xét riêng vào nguồn vốn chủ sở hữu thôi. Tôi xét chỉ là nợ dài hạn phải trả. Mức độ đảm bảo cho khoản nợ dài hạn bằng vốn riêng là như thế nào. Đứng góc độ ngân hàng cho vay thì tỷ lệ này càng cao,
thì chứng tỏ mức độ rủi ro của người cho vay là lớn. Thứ ba là hệ số nợ bằng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn. Trong tổng vốn thì nợ chiếm bao nhiêu phần trăm? Tỷ số này cao thấp nó phụ thuộc vào diễn biến kinh tế của mỗi thời kỳ. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp nào có tỷ suất mà nợ cao thì mang lại hiệu suất sử dụng vốn nó cao. Các bạn học trong các môn tài chính khác thì cái một đồng vốn vay so một đồng vốn chủ sở thì bao giờ đồng vốn vay cũng mang lại hiệu quả nó cao hơn một đồng vốn chủ sở. Nhưng mà gặp bối cảnh mà khó khăn, để nền kinh tế gặp nhiều cái khó khăn như hiện nay thì cái tỷ số này cao có thể dẫn đến doanh nghiệp bị thua lỗ nhanh. Tiếp theo là nợ quá hạn trong tổng dư nợ ngân hàng. Trong tổng dư nợ vay thì doanh nghiệp đó có nợ quá hạn bao nhiêu? Đây là một chỉ tiêu rất quan trọng đứng góc độ ngân hàng khi xét duyệt cho vay, bởi vì nó thể hiện cái vấn đề thực hiện nghiêm túc cái cam kết, cái nghĩa vụ trả nợ vay của doanh nghiệp. Chúng ta sang nhóm chỉ tiêu thứ năm là các chỉ tiêu về cơ cấu vốn. Chúng ta tìm hiểu là thứ nhất là hệ số tự tài trợ, thứ hai hệ số tự tài trợ tài sản định. Hệ số tự tài trợ thì bằng nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn. Các bạn có trong sách mình có hệ số này là 3.3 trang 62, gọi là hệ số tài trợ đó. Chứ trong tổng nguồn vốn á thì cái phần bản thân nghiệp bỏ ra là bao nhiêu, nó phản ánh sự tự chủ về tài chính doanh nghiệp. Hệ số này cao thì cái người đối tượng cho vay góc độ ngân hàng yên tâm về món nợ mình. Hệ số 2 là hệ số tự tài trợ tài sản định, thì bằng nguồn vốn chủ sở hữu chia tài sản định và đầu tư hạn. Thì bạn thấy trong sách có mục 3.4 là hệ số tài trợ đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu chia tài sản dài hạn. Cái hệ số này cho thấy khả năng tài trợ tài sản định và đầu tư dài hạn bằng nguồn vốn chủ sở hữu của riêng bản thân nghiệp. Hệ số này lớn hơn 1 chứng tỏ khả năng tài chính doanh nghiệp vững vàng, cái vốn mình có thể tự tài trợ vấn đề mua sắm tài sản định. Nhỏ hơn 1 có nghĩa là trong tài sản định đầu tư dài hạn nghiệp có một phần được đi vay. Tiếp cuối cùng là nhóm các chỉ tiêu doanh lợi, bao gồm thứ nhất là ROS, là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, ROA là tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, thứ ba ROE là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, ứng với 3 mục 41, 42, 43 trên trang 62 trong giáo trình. Thứ nhất là ROS, tức là tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu, nó sẽ bằng lợi nhuận ròng chia doanh thu thuần, 41 trang 62. Chỉ tiêu này phản khả năng kiểm soát chi phí nghiệp, nó phản khả năng sinh lời của nghiệp, tức là một đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận, lấy lợi nhuận doanh thu. Một đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Tỷ suất này càng cao, doanh thu càng lớn thì tiềm năng sinh lợi doanh nghiệp càng lớn. Thứ hai là tỷ suất tổng lợi nhuận sau thuế trên tài sản, ký hiệu là ROA, chỉ tiêu 4.2 trong giáo trình trang 62, bằng lợi nhuận ròng chia tổng tài sản bình quân. Tức là một đồng tài sản tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu thứ ba đó là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, ký hiệu là ROE, chỉ tiêu 4.3 trên trang 62, lấy lợi nhuận ròng chia vốn chủ sở hữu bình quân. Chỉ tiêu này cho biết khả năng thu nhập có thể nhận được khi chủ sở hữu đầu tư vốn doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng lớn thì thể hiện sức hấp dẫn doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư tiềm tàng.
Để so sánh thì các nhà tư có thể xem xét cái tỷ lệ này với tỷ lệ lãi trung bình trên thị trường, cái lợi nhuận trung bình thị trường, giả sử như khi đầu tư vào trái phiếu chính phủ hạn, bằng, lớn hơn hay nhỏ hơn, để biết là như vậy đầu tư doanh nghiệp này mang lại một cái lợi nhuận như như đầu tư vào các công cụ khác thị trường hay cao hơn hay thấp hơn, và từ đó sẽ thu hút hấp dẫn cái nguồn vốn nhà đầu tư doanh nghiệp như nào. Tôi vừa trình bày tóm tắt là 6 nhóm chỉ tiêu, 6 nhóm chỉ tiêu khi thẩm định tài chính mà một cái hồ sơ xin vay của khách hàng. Ngoài ra các chỉ tiêu này thì bên cạnh đó người ta cũng còn tính một số chỉ tiêu khác. Ví dụ như là NPV và IRR. Có lẽ trong giáo trình không trình bày nhưng mà các anh chị khi đọc những chỉ tiêu này tôi nghĩ là nếu học đúng theo trình tự kết cấu của giáo học thì các bạn hoàn toàn biết được hai chỉ tiêu này. Một chỉ tiêu là hiện giá thuần, một chỉ tiêu là tỷ suất sinh lời nội bộ. Cái này được là các chỉ tiêu trong thẩm định hiệu quả tài chính của một dự án đầu tư chúng ta học ở các môn về tài chính khác. Bên cạnh đó, bên cạnh thẩm định tài chính thì người ta còn thẩm định các phi tài chính. Ví dụ bạn thấy trên trang 63 có một cái thẩm định tiêu chuẩn 5C. Ví dụ thẩm định tính cách của người đi vay, thẩm định năng lực khả năng của khách hàng, thẩm định vốn khách hàng, thẩm định tài sản cầm cố, tài sản thế chấp và các điều kiện khác. Rồi trên trang 64 có một tiêu chuẩn 5B, thẩm định mục đích, khả năng thanh toán, vấn đề bảo vệ, vấn đề chính sách, vấn đề định giá. Thì đây là các thẩm định về phi tài chính. Phi tài chính. Thì bạn để đọc thêm trong giáo trình. Về vấn đề thẩm định phi tài chính, giáo trình trình bày là 5C hay 5B và có một số giáo trình khác trình bày 6C chẳng hạn. Hoặc một cái mô hình nào đó. Và thậm chí ngân hàng không có 5B, 5C, 3A vấn đề gì đó thì là bản thân ngân hàng tự đề ra. Ở đây người ta chỉ sử dụng cái từ viết tắt đầu tiên những cái chỉ tiêu mà truyền thống và các hãng có thể vận dụng thêm bớt tùy vào đặc điểm riêng mình. Sau khi thẩm định xong thì chúng ta sẽ chuyển cái tờ trình đến trưởng phòng tín dụng giám đốc để quyết định là cho vay hay không cho vay. Để mà chúng ta vừa nghiên cứu xong các chỉ tiêu thì cũng có khá nhiều chỉ tiêu. Và nếu mà chúng ta nói xuông vậy thì cái vấn đề thì để giúp chúng ta minh họa rõ hơn, tìm hiểu rõ hơn thì các bạn có thể xem cái bài tập. Đó là bài số 2, trang 129. Đây bài này nó sẽ cụ thể hóa tính toán ra bằng con số. Chúng ta có hai bài là bài số 2 trang 129, bài tập số 7 trang 31. Giờ xin mời các bạn đọc trong tài liệu. Rồi sau đó chúng ta thắc mắc gì về các chỉ tiêu này để chúng ta hỏi, tôi sẽ trả lời. Trước hết chúng ta xem là bài 7 trang 31 đây anh chị, bài 7 trang 31. Là một bài đã giải sẵn. Lúc này bài này có số liệu từ công ty Hòa Bình. Tức là người ta cho cái thông tin trên bảng cân đối kế toán. Thứ hai là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Thì ngành kế toán này rất rõ đây là hai báo cáo tài chính cơ bản của một cái doanh nghiệp. Ở trên cơ sở đó, người ta yêu cầu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp A thông qua các chỉ tiêu phản ánh như chúng ta vừa học. Chúng ta chỉ là dừng lại yêu cầu làm yêu cầu thứ nhất cái đã. Yêu cầu thứ hai chúng ta chưa vội vàng làm. Thì ở trang 33 đến trang 38 tính toán cụ thể các chỉ tiêu mà có trình bày là lý thuyết của chỉ tiêu đó. Thì các anh chị dành thời gian xem trước khi tôi trình bày. Chúng ta thấy chỉ tiêu đầu tiên là vòng quay hàng tồn kho, đúng không? Ở đây trên slide tôi có trình bày công thức thì cho bạn tiện là bằng giá vốn hàng bán chia hàng tồn kho bình quân. Như vậy lấy thông tin trên báo cáo chính giá vốn hàng bán là 76.720
chia hàng tồn kho. Hàng tồn kho là 5.850. Ở đây đúng ra để chính xác á, để chính xác là hàng tồn kho bình quân là chính xác nhất. Mà trong bài tập này nó không có số hàng tồn kho bình quân thì người ta lấy hàng tồn kho cuối kỳ. Để tính bình quân á thì người ta lấy hàng tồn kho đầu năm cộng cuối năm chia đôi. Thực ra số 5.850 này là thời điểm cuối năm 2008 anh chị. Đúng ra bảng cân đối toán này anh chị biết rồi là thiếu bằng cột đầu năm. Nếu chúng ta có thông tin đó thì chúng ta phải cộng hai điểm đó chia đôi ra bình quân. Đây không có cho nên tài liệu và dùng là cuối kỳ. Tức là ra 10, tức là trung bình trong năm thì hàng kho quay được 13,11. Lấy số ngày trong năm là 365, đây tác giả lấy 365. Thực ra cái giáo trình này trình bày có nhiều cái không chuẩn lắm, có khi lấy 365, có khi lấy 360. Nếu cho lấy 365 thì cũng không vấn đề gì hết, mà chúng ta quy ước một năm 360, như slide mình thấy thì chia lại cho số vòng quay thì ra 28 ngày. Tức là một trung bình hàng nhập vô bán ra là 28 ngày thì nhận định nó là nhanh, nhanh. Nói chung nhanh hay chậm, bài tập này có thiếu sót đó là nó không nói rõ ngành nghề gì hết. Cho nên thứ hai là vòng quay vốn lưu động. Chúng ta lấy là doanh thu thuần chia vốn lưu động bình quân. Lưu ý chúng ta bình quân nhưng đây cũng không có cho nên người ta cũng lấy vốn động cuối kỳ để tài sản hàng. Bằng doanh thu thuần là 93.600 chia vốn lưu động, tức là tài sản ngắn hạn, khía cạnh tài sản hàng á, phân biệt vốn cố định tử tài sản dài hạn đó là 15.000, thì ra 6,24 vòng. Giống như vậy chúng ta lấy thời gian một năm là 365 ngày chia số vòng thì ra thời gian của một vòng là 58,5 ngày, tức là trung bình cứ 58,5 ngày khoảng 2 tháng thì vốn rồng luân chuyển một vòng, chúng ta bỏ vốn ra thì chúng ta thu hồi lại, chúng ta tiếp tục tái đầu tư sang một cái vòng mới. Thứ ba, chỉ tiêu kỳ thu tiền bình quân. Ở đây là đính ra chính xác là số vòng quay phần hội thu á. Trước hết các anh chị lấy là nếu mà các anh chị lấy doanh thu thuần, doanh thu thuần là 93.600 mà chia các khoản phải thu bình quân, các khoản phải thu bình quân trên bảng cân đối kế toán là 2.900, và sau đó anh chị lấy số ngày một năm 365 chia xuống thì ra trung bình 11,3 ngày thì chúng ta thu được tiền. Chúng ta bán hàng xong thì sau 11,3 ngày thì chúng ta thu được về tiền. Như vậy nhận định rất là tốt, đây thời gian này ngắn. 1.4 trong sách trình bày là hiệu quả sử dụng tài sản cố định, hiệu quả sử dụng tài sản. Đầu tiên là hiệu quả sử dụng tài sản lấy doanh thu thuần là 93.600 chia tổng tài sản bình quân. Một lần nữa nhắc là không có số liệu bình quân, cho nên lấy số liệu cuối kỳ, tổng tài sản của mình là 35.000, tức là 2,67. Có nghĩa là cứ một đồng tài sản sẽ tạo ra 2,67 đồng doanh thu. Về đầu tiếp theo, chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn. Bằng tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn, tài sản ngắn hạn, tài sản ngắn hạn là 15.000, trong khi đó nợ ngắn hạn là 10.000 trên bảng cân đối toán thì ra 1,5 lần. Có nghĩa là tài sản ngắn hạn nghiệp đủ khả năng thanh toán cho nợ ngắn hạn. Tiếp theo là khả năng thanh toán trước mà tức thời hay là khả năng thanh toán trước mắt, nó sẽ bằng là ở đây trong tài liệu của anh chị là chính là khả năng thanh toán nhanh đó. Lấy tài sản ngắn hạn là 15.000 trừ đi cái bộ phận hàng tồn kho là 5.850 chia nợ ngắn hạn là 10.000 ra 0,915.
đây tính ra 0,915, thì tức là để đáp ứng cho nợ hàng thì tài sản hàng trước mắt ngay lập tức đó thì không đủ khả năng thanh toán. Tuy nhiên chúng ta thấy là chỉ số này 0,5 đến 1 là chấp nhận được. Tiếp theo là khả năng thanh toán tức thời. Đây cho bạn liệu bạn dùng chữ nhanh là bằng vốn tiền, chỉ riêng xét là tiền thôi, chia nợ ngắn hạn. Thì tiền là 3.700 và các khoản tương đương tiền ở đây đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.000, không? Chia cho nợ 10.047, không? Thì trong slide tôi trình bày hệ số này nằm trong khoảng từ 0,1 đến 0,5. Bình thường đây hệ số này là 0,47, tài liệu trình bày là 0,5 trở lên là đạt. Tuy nhiên so với mức chuẩn 0,5 thì cũng không có thấp, cũng khoảng cách không quá xa lắm. Tiếp theo là xét về cơ cấu tài chính, xét về nợ so với tổng tài sản tổng vốn. Đầu tiên là hệ nợ phải trả trên tổng tài sản. Nợ là 10, nợ phải trả là 15.800 trong khi tổng tài sản là 35.000. Như vậy à, tổng trong tổng tài sản là 35.000 thì nợ chiếm tới 45%, 45%. Nếu mà so nợ phải trả 15.800 so với vốn chủ sở hữu nói chung là 19.200, tức là trong thì cái cân đối quan hệ giữa nợ và vốn là tỷ lệ là 0,82 và 1, 0,82 1. Tiếp theo là hệ số tự tài trợ, tức là trong tổng nguồn vốn có bao nhiêu là vốn chủ sở hữu. Trong tổng vốn 35.000 thì vốn chủ sở hữu là chiếm 19.200, tức là 54, năm khoảng 55%. Đúng không? 55%. Và sách trình bày là hệ số tài trợ cần nhỏ hơn 0,5. Đây chúng ta lớn hơn cho bạn, chúng ta có khả năng tài trợ tự trợ tốt. Hệ số tài trợ tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn. Hệ số tài trợ tài sản định thì tài sản định của mình là 24.500. Trong khi đó tổng cái vốn chủ sở hữu mình là 19.200. Như vậy cái vốn chủ sở hữu có thể tài trợ được 78% tài sản định. Tức là có một phần tài sản định được tài trợ bằng vốn vay. Tuy nhiên như vậy còn 22% tài sản định là tài trợ bằng vốn vay. Như vậy đánh giá khả năng tài trợ đầu tư cũng là khá tốt. Một chỉ tiêu là năng lực đi vay thì bằng vốn chủ sở là 19.200 trên vốn đi vay. Chỉ tiêu này thì sách có thêm. Vốn chủ sở 19.200 trong khi nguồn vốn vay của chúng ta bao gồm vay ngắn hạn 5.001, 5.001, rồi thứ hai là vay trung dài hạn 5.008 là 1,76. Hệ số là lớn 1 thì sách trình bày là còn năng lực đi vay, tức là chúng ta vốn mình 19.200 trong khi mình mới vay có khoảng 10.900 thôi, rồi chúng ta vẫn còn có thể vay thêm. Tôi bỏ qua một vài số mà đòn bẩy 3.6, nguồn vốn đi vay trong tổng vốn. Có một hệ số là hệ số bù đắp lãi vay trong tài liệu 3.7, thì ở trong slide tôi đó chính là hệ số khả năng thanh toán lãi vay đó anh chị. Nó bằng lợi nhuận trước thuế lãi vay, ký hiệu là EBIT, tức là Earn Before Interest and Tax, chia cho lãi vay. Thì lãi trước thuế và lãi vay của mình là 6.830. Các anh chị thể đọc được chỉ tiêu này trên báo cáo kết quả đầu kinh doanh mục số 10. 6.830 là lợi nhuận trước thuế. Cái chỉ tiêu này đã trừ cái lãi vay ở mục số 6 rồi. Do vậy trong sách trình bày cộng ngược lại là cộng 1.370 chia lãi vay 1.370 là 5,98. Có nghĩa là cái lợi nhuận mà ngân công ty làm ra có khả năng
trả cao gấp 5 với gấp 6 lần lãi vay phải trả, tức là rất cao, có khả năng thanh toán lãi vay tốt, thường là lớn 2 lần rồi. À. Rồi chúng ta bỏ 13.8 ha. À, chúng ta đi vào các chỉ tiêu phản ứng hiệu quả kinh doanh 14.1. À, ROS, ROA, ROE. Thứ nhất là ROS là lợi nhuận trên doanh thu. Lợi nhuận công ty này, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh là 5.122. Doanh thu là 93.600. Có nghĩa là cứ 1 đồng doanh thu sẽ tạo được 100 đồng thu sẽ tạo được 5,47 đồng lợi nhuận. 5,47 đồng lợi nhuận. Tức 1 đồng thu tạo ra được 0,547 đồng lợi nhuận. Chúng ta quy về 100 đồng cho dễ trình bày. Tiếp theo lấy lợi nhuận chia tài sản, chỉ tiếp theo là ROA. ROA. Lợi nhuận là 5.122 trong khi tổng tài sản là 35.000. À. Như vậy bằng 14,63%, có nghĩa là cứ 100 đồng tài sản tạo được 14,63 đồng lợi nhuận ròng, được tác giả đánh giá là tỷ suất tương đối khá. À, tiếp theo là ROE lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu. Lợi nhuận ròng là 5.122 trong khi vốn chủ sở hữu là 19.200, được 26,68%. Có nghĩa cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu thì mang lại 100 đồng vốn chủ sở hữu thì mang lại khoảng 27 đồng lợi nhuận, và chỉ tiêu này cũng được là khá. À, chúng ta dừng lại ở chỉ tiêu này. À, à. Chúng ta tìm hiệu tính thì trong sách nó có một cái bài tập mà anh chị nếu muốn tự tự tính, đó là bài tập số 2 câu 2 trang 129. Đằng sau cái này có một các đề thi mẫu của những khóa trước. Trong đó trang một đề trang 129 là đề số 11. À, ở câu 2 nó cho bạn bảng cân đối kế toán. À, nó cho chúng ta báo cáo kết quả kinh doanh. Đúng không? Rồi về cũng yêu cầu tính các chỉ tiêu tài chính như đã học. À, giống như vậy rồi. Để chúng ta về tối nay có thể rảnh rỗi chúng ta có thể làm cái bài tập này. À. Chơi vậy về bài học này ai các anh chị nào thắc mắc nữa không? Chúng ta lưu ý chúng ta đang dừng lại ở chỗ tổng quan của đề tín dụng, và chúng ta chỉ mới dừng lại ở chỗ quy trình tín dụng. Quy trình tín dụng tôi chỉ mới dừng lại ở bước thứ hai là thẩm định thôi. Chúng ta còn tới 4 bước nữa, 4 bước nữa và những cái vấn đề khác liên quan tín dụng. À, bạn thấy quy trình tín dụng là nội dung khá phức tạp, liên quan tính toán nhiều. Chúng ta sang bước tiếp theo, đó là bước thứ sau khi mà chúng ta sẽ thẩm định các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính, cái hồ sơ xin vay của khách hàng, thì trên cơ sở đó chúng ta đưa ra quyết định là sẽ quyết định tín dụng là có hay là không cho vay đối với khách hàng này. Như vậy quyết định tín dụng là quyết định cấp tín dụng, quyết định cấp hay từ chối đối với hồ sơ xin cấp tín dụng. À, thì sau khi hội đồng thẩm định kiểm tra kết quả thẩm định thì họ sẽ thông báo cho khách hàng, một là đồng ý cho vay, hai là từ chối cho vay hay không cho vay. Thì trong quá trình ra quyết định này thì có thể có hai sai lầm thường mắc phải như sau. Người ta gọi là hai loại sai lầm tiêu biểu trong giao dịch tín dụng. Cái sai lầm thứ nhất là khách hàng không có khả năng trả nợ mà chúng ta lại cho vay. Cái sai lầm thứ hai là khách hàng có khả năng trả nợ mà chúng ta lại không cho vay. Trong cả hai sai lầm đều dẫn đến một cái kết quả là ngân hàng giảm lợi nhuận, mất cơ hội tăng lợi nhuận, mất vốn, giảm uy tín, mất cơ hội mở rộng thị trường, đều ảnh hưởng đến cả ngân hàng. Sau khi ra quyết định, nếu như ở bước này chúng ta ra quyết định là đồng ý cho vay, thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ tư là ký hợp đồng và thực hiện các thủ tục khác. Chúng ta sẽ tiến hành ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm nợ vay và thực hiện một số đăng ký giao dịch bảo đảm. Trước hết, cái hợp đồng tín dụng đó là cái căn cứ để giải ngân và là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp nếu có sau này giữa ngân hàng và khách hàng. Thì hợp đồng tín dụng
bao gồm nhiều yếu tố, trong đó có một số yếu tố cơ bản như sau. Nhất là có một phần giới thiệu hợp đồng, ví dụ anh chị vô thấy là Cộng hòa Xã hội Việt Nam, hợp đồng thành phố gì đó, hợp đồng tên gì, hợp đồng số bao nhiêu, gồm có những bên A, bên B gì đó vân vân. Đó là những cái phần cơ bản, là phần giới thiệu hợp đồng. À. Rồi sau đó chúng ta đến cái phần nội dung hợp đồng, bây giờ các điều khoản, giả dụ cho vay nhiêu, vay làm gì, lãi suất nhiêu, thời hạn bao lâu, và cuối cùng là phần 3 ký kết, hai bên ký vào. À. Đó là các nội dung cơ bản của hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng thì chúng ta sẽ đến bước thứ 5 là bước giải ngân. Giải ngân. Đây là cái bước mà ngân hàng cấp tiền cho khách hàng trên cơ sở mức tín dụng đã cam kết trong hợp đồng. À, ngân hàng cấp tiền khách hàng trên cơ sở ký trong hợp đồng. Thì nguyên tắc của giải ngân của ngân hàng là việc giải ngân phải luôn gắn liền vận động tiền tệ với vận động hàng hóa và dịch vụ đối ứng nhằm đảm bảo khả năng thu hồi nợ của ngân hàng. Cái cách thức giải ngân thì ngân hàng có thể cho khách hàng nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của khách hàng hoặc chuyển trả trực tiếp cho các bên có liên quan. Thí dụ là thanh toán cho cái người cung cấp các thiết bị cho của doanh nghiệp, thanh toán cho người cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp. Đó là ba cách thức giải ngân. Căn cứ giải ngân như vậy, căn cứ vào hồ sơ vay của khách hàng, báo cáo thẩm định của phòng thẩm định, hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo nợ vay và các chứng từ chứng minh nhu cầu sử dụng vốn, chứng từ pháp lý của tài sản bảo đảm để mà ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân cho khách hàng. Cái trình tự thực hiện như sau: bộ phận tín dụng chuyển thông tin về hồ sơ cho bộ phận kế toán, bộ phận kế toán sau khi nhập liệu vào chương trình sẽ chuyển thông tin cho bộ phận ngân quỹ. Và từ bộ phận ngân quỹ này sẽ chuyển tiền giải ngân trực tiếp cho khách hàng vào tài khoản hoặc cho một đối tượng các bên có liên quan. Sau khi khách hàng nhận tiền xong thì chúng ta thấy là để đảm bảo các nguyên tắc của tín dụng như ở đầu chương này chúng ta đề cập, đó là đảm bảo sử dụng đúng mục đích để ngân hàng có khả năng thu hồi đúng đủ gốc và lãi, thì chúng ta cần có một việc đó là giám sát kiểm tra sau giải ngân. Ngân hàng phải thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng vốn, kiểm tra tình hình tài chính và công nợ của doanh nghiệp, kiểm tra đánh giá lại tình hình tài sản bảo đảm nợ vay, tức là giám sát tín dụng. Thì ngân hàng có thể giám sát trên hoạt động tài khoản của khách hàng ngân hàng, định kỳ phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có thể đột xuất viếng thăm kiểm soát điểm kinh doanh nơi cư trú của khách hàng, có thể kiểm tra tình hình tài sản đảm bảo tiền vay, giám sát hoạt động khách hàng thông qua các mối quan hệ với các khách hàng khác và giám sát qua những thông tin khác trên thị trường để biết rằng chúng ta có rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay không, để từ đó có biện pháp xử lý phù hợp là nhanh chóng thu hồi nợ, có những biện pháp ngăn chặn xử lý cái tình trạng phát sinh nợ của hàng. Sau khi giải ngân thì đến kết thúc hợp đồng thì ta sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng tín dụng. Khi khách hàng vi phạm hợp đồng hoặc khoản tín dụng đã đến hạn thì ngân hàng tiến hành thanh lý hợp đồng tín dụng. Trong cái bước này, những việc cần xử lý như sau: thứ nhất là ngân hàng cần phải thu hồi gờ gốc và lãi hoặc tái xét hợp đồng tín dụng và thanh lý hợp đồng tín dụng. Nếu khách hàng thanh toán đầy đủ thì chúng ta tất toán hợp đồng tín dụng và giải chấp tài sản bảo đảm. Nếu hàng không thanh toán đầy đủ thì chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các biện pháp xử lý. Đối với một số khoản vay có vấn đề thì chúng ta sẽ xử lý như nào? Tôi thường hỏi anh chị là nếu mà phát hiện khách hàng là có dấu hiệu là không trả được nợ thì ngân hàng làm gì? Nhiều người nói ra đầu kê biên tài sản bảo đảm, kiện ra tòa vân vân. Thì tuy nhiên những cái bước đó là cần thiết. Tuy nhiên trước khi mà tiến hành những bước vậy thì ngân hàng sẽ có những bước như sau: có hai biện pháp cơ bản đối với các khoản vay có vấn đề. Thứ nhất là gọi là biện pháp khai thác, và thứ hai là các biện pháp thanh lý. Cái biện pháp khai thác, cái này thì trong nội dung giáo trình các anh chị không có, tôi đưa vào thêm để anh chị hiểu là trong thực tế hiện nay các ngân hàng xử lý nợ vay như thế nào. Bởi vì thực tế tôi hỏi các nhiều lớp thì nhiều lớp nói là cứ kê biên phát mãi tài sản bảo đảm,
hay là kiện doanh nghiệp ở tòa án đó. Thì đó là cũng là những biện pháp thông thường cái chị suy nghĩ thôi, nhưng thực tế có những cái biện pháp có thể tốt hơn những cái biện pháp đó. Thì đầu tiên là gọi những biện pháp thuộc nhóm là biện pháp khai thác, và thứ hai những biện pháp thuộc nhóm là thanh lý. Nhất khai thác là gì? Cái biện pháp khai thác là cái quá trình mà ngân hàng làm việc với người đi vay, làm việc cho đến khi thu hồi được một phần hoặc toàn bộ khoản tín dụng mà không cần sử dụng đến một công cụ pháp lý nào. À, chúng ta hãy khoan nghĩ đến vấn đề kê biên bán tài sản đảm bảo, chúng ta khoan nghĩ vấn đề kiện doanh nghiệp ra tòa án, và trước hết chúng ta cần bắt tay doanh nghiệp làm việc nghiệp để thu hồi nợ không cần viện công cụ pháp lý. Thế thì cụ thể là làm cái gì? Thì ngân hàng có thể giúp đỡ người trả nợ, có thể cấp thêm vốn doanh nghiệp, có thể gia hạn nợ doanh nghiệp, có thể chuyển nợ quá hạn, và có thể tham gia quản doanh nghiệp. Có nhiều bạn nói cho nó có dấu hiệu là không trả được nợ rồi mà mình cấp thêm vốn nó làm chi. Ví dụ đó. Thì đây bây giờ tôi sẽ lấy một những hình ảnh trong thực tế để minh họa cho các biện pháp khai thác này trước khi ngân hàng sử dụng những cái công cụ pháp lý để thu hồi nợ. Các anh chị đang trên xem trên hình ảnh là một hình ảnh một người phụ nữ. Người phụ nữ này chắc có lẽ rất quen thuộc. Đây tỉnh Tây Ninh thì có lẽ xa lạ cái vùng này một xíu, nhưng mà tỉnh Tiền Giang thì có thể các tỉnh miền Tây thì rất quen thuộc người phụ nữ này. Đây là hình ảnh của bà khi bà đang trên giường bệnh đang điều trị hóa trị ung thư ở trên giường bệnh mà theo như người thân của bà cung cấp. Đây là hình ảnh lúc bà tươi tỉnh, và có lẽ chúng ta cũng nhận ra đây là ai rồi. Đây là bà Diệu Hiền, và chủ công ty thủy sản Bình An. Đây là một đại gia trong lĩnh vực thủy sản, và nếu các chị đặc biệt một số chị em phụ nữ thì có thể biết thêm một loại thức uống mà có chứa chất collagen đó, làm trẻ hóa làn da, tái tạo làn da đó, là thức uống collagen Bình An đó. Thì thấy gì? Thì về cái vụ kiện mà cái vụ mà doanh nghiệp Bình An rơi vào khó khăn, thua lỗ, thiếu nợ của những người nuôi cá và các ngân hàng thì có lẽ thì ai cũng biết hết rồi. Bên cạnh đó, bên cạnh biện pháp giúp đỡ nghiệp trả nợ rồi, thì đối với nợ thì các ngân hàng nếu mà phát sinh tình trạng nợ hạn thì ngân hàng sẽ phân loại nợ như sau. Tôi sẽ nói về tổng quan phân loại nợ luôn, mà tôi để được đó chúng ta xem thử bao nhiêu thì gọi là quá hạn. Hiện nay ở Việt Nam nợ thì được chia làm 5 nhóm. 5 nhóm. Thứ nhất tôi nói về các văn bản pháp lý hiện nay của nhà nước về cái phân loại nợ. Ở đây có bốn cái văn bản, thì đây là quyết định 48 là từ năm 1999. Cái văn bản thứ hai là quyết định 488 hiệu hết hiệu lực năm 2005. Thì đây là những văn bản cũ tôi trình bày chi tiết cho lớp ngân hàng. Còn chúng ta hiện nay cái văn bản nhà nước liên quan đến phân loại nợ có giá trị hiện hành là hai quyết định, là quyết định 493 của ngân hàng nhà nước về quy định phân loại nợ trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Thứ hai, quyết định này là ban hành năm 2005 thì đến nay vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, một phần của quyết định này đã hết lực và được bổ sung bởi quyết định số 18 năm 2007 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 493. Thì quyết định này ban hành năm 2007 đến nay vẫn còn hiệu lực. Thì trong hai quyết định này thì ngân hàng nước phân loại nợ thành 5 nhóm như sau. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. 5 nhóm. Nhóm 1 người ta gọi là nợ đủ tiêu chuẩn. Nhóm 2 người ta gọi là nợ cần chú ý. Nhóm 3 người ta gọi là nợ dưới tiêu chuẩn. 2 là nợ cần chú ý thì 4 là nợ nghi ngờ. Và 5 là nợ có khả năng mất vốn. Và thấy gì nó sẽ mức độ nghiêm trọng nó sẽ tăng từ từ. Đủ tiêu chuẩn để cần chú ý thôi, dưới đủ tiêu chuẩn nghi ngờ và có khả năng mất vốn. Thế thì cái căn cứ để phân loại từng nhóm thì cái văn bản quyết định của ngân hàng nước rất trình bày rất là dài dòng, nhưng mà để giúp các bạn dễ nhớ thì chúng ta sẽ căn cứ vào số ngày. Nợ đủ tiêu chuẩn là nợ quá hạn dưới 10 ngày. Đây tôi trình bày thông tin đầy đủ, thì những thông tin này đối với lớp ngân hàng trình bày cặn kẽ. Còn thôi mình để đơn giản thì dưới 10 ngày là nợ đủ tiêu chuẩn.
Rồi quá hạn từ 10 ngày đến dưới 90 ngày là nợ cần chú ý. Rồi quá hạn từ trên 90 ngày đến 180 ngày là nợ dưới tiêu chuẩn. Đó. Như vậy trên 180 ngày đến 360 ngày là nợ nghi ngờ, và trên 360 ngày trên năm là có khả năng mắc vốn. Giờ tôi nhắc lại tổng quát như vậy cho anh chị dễ hiểu nè. Chia các tiêu chuẩn để mà phân vào các nhóm nợ thì nhiều lắm. Bạn thấy trên slide nhiều lắm, nhưng mà mình thì không phải chuyên ngành ngân hàng, cho nên mình thể nhớ một cách đơn giản sau, chia là 5 nhóm. 5 nhóm. Nhóm 1 là đủ tiêu chuẩn. Đây, tôi trình bày lại, nhóm 1 đủ tiêu chuẩn. Thì căn cứ, và mình căn cứ số này là quá hạn dưới 10 ngày. Nhóm 2 là cần chú ý, đã hạn từ 10 ngày đến dưới 90 ngày. Từ 3 tháng đến dưới 180 ngày, độ từ 90 đến 180 ngày là nợ dưới tiêu chuẩn. Từ 180 ngày đến dưới 360 ngày là nợ nghi ngờ. Và trên 360 ngày là quá hạn từ năm trở lên đó, là nợ có khả năng mất vốn. Thì đó, tôi vừa trình bày xong một cái biện pháp để quản lý khoản vay vấn đề là cái biện pháp khai thác. Nếu mà sau khi sử dụng cái biện pháp khai thác không được nữa rồi thì ngân hàng mới nghĩ đến cái biện pháp thanh lý. Đây là cái biện pháp mà sử dụng những công cụ pháp lý buộc người đi vay phải thực hiện theo những điều khoản của hợp đồng tín dụng. Lúc này mình mới kê biên ra tài sản nè, ra trọng tài kinh tế này, ra tòa án để chúng ta mà thu hồi nợ nè. Thì cái biện pháp này bao gồm những sao? Thứ nhất là ngân hàng sẽ sử dụng các biện pháp bảo đảm tín dụng. Tôi sẽ nói kỹ cái bảo đảm tín dụng này ở cái phần sau. Và sau đó, và ngân hàng giả sử ngân hàng phát mãi bán tài sản bảo đảm, ngân hàng nhận hay mua lại tài sản bảo đảm, ngân hàng nhận các khoản tiền hay tài sản từ bên thứ ba bảo lãnh, ngân hàng giao tài sản bảo đảm cho các công ty quản lý nợ và khai thác trực thuộc ngân hàng để khai thác và sử dụng tài sản bảo đảm. Thì hiện nay các ngân hàng có các thành lập các công ty quản lý nợ và khai thác tài sản. Đây là một số hình ảnh về bạn thấy gì? Và ngân hàng thực hiện các biện pháp sử dụng bảo đảm tín dụng. Ví dụ như là bán tài sản đảm, đây là một cái mẫu quảng cáo bán một cái biệt thự ở Nha Trang, và ở đây liên hệ là liên hệ VBank. VBank thấy gì? Trong năm vừa rồi có thể nói rất nhiều ngân hàng đã thanh lý bán đi các tài sản đảm là các bất động sản để thu hồi nợ về cho ngân hàng. Các bạn sẽ gặp những cái mẫu quảng cáo này rất nhiều trên các phương tiện thông tin báo chí. Đây là một lỡ đây là thông báo ba tài sản bán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam cho các công ty trách nhiệm hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản thông báo bán đi cái tài sản đảm bảo. Bán một căn nhà ở tỉnh Đồng Nai 37 tỷ đồng. Năm ngoái có nhiều người đã tranh thủ giá nhà xuống thấp và một số ngân hàng bán để thu hồi nợ để mua vào. Đây là ngân hàng Đại Tín, và như là nói ngân hàng Đại Tín thì nó cũng thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng. Đây là công ty quản lý nợ và khai thác tài sản đảm bảo ngân hàng Nam Á. Rồi chúng ta có ngân hàng Quân đội cũng có công ty quản lý nợ và khai thác tài sản. Có thể nói tất cả ngân hàng hiện nay đều thành lập các công ty này để quản lý nợ, khai thác tài sản hiệu quả. Sau khi sử dụng bảo đảm tín dụng rồi không được thì mới khởi kiện và cuối cùng là xóa nợ theo quy định của nhà nước. Thì sau đó thì chúng ta tất toán khoản vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ ngân hàng thì chúng ta sẽ tất toán, kiểm tra đối chiếu nợ, lập biên bản thanh lý, hoàn trả tài sản đảm bảo nợ vay khách hàng, lưu trữ hồ sơ. Đó là chúng ta hết các bước của quy trình tín dụng. Rồi trong quá trình trục trặc nãy giờ thì tôi đã giảng xong toàn bộ các bước còn lại của quy trình tín dụng. Listening tháng dừng lại bước thứ hai thì chúng ta còn sau 4 bước. Đó là bước quyết định, bước ký hợp đồng, bước giải ngân, là có bước thanh lý xử lý nợ quá hạn sau đó với những cái ví dụ cụ thể. Thì trước khi đi vào cái phần tiếp theo là phần đảm bảo tín dụng, có lẽ tạm mà tôi dừng lại một xíu để chúng ta làm một cái bài tập mà hôm qua chúng ta còn chưa làm. Để sáng nay tôi có làm, tôi giảng chút xíu hết lý thuyết phần các quy trình dùng, tôi quay lại làm để khi lớp đông đông.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập mà hôm qua tôi giao về đó anh chị, bài câu 2 trang 129 đó. Trong giáo trình lý bài tập á. À, cái đề thi số 11. Cái đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại số 11 trang 129. À, mình thấy đề thi này có hai câu đó. Câu lý thuyết đầu tiên là trình bày các nguyên tắc tín dụng, phân tích tác dụng của việc thực hiện nguyên tắc đó. Thì câu này là có hai cái nguyên tắc mà hôm qua em đi học rồi đó. Giờ câu 2 là người ta cho bạn cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh công ty ABC. À, bây giờ chúng ta sẽ tính các chỉ tiêu phân tích tài chính của công ty này. À, phân tích tính công ty này. Thì chúng ta chưa có làm cái vấn đề tính hạn mức tín dụng gì. Bây giờ tính thì tôi sẽ tính cho 2 năm 2007 và 2008. Hôm qua chúng ta người ta cho số liệu có 1 năm thôi, cho nhiều chỉ tiêu mà cần tính số bình quân thì chúng ta hạn chế là chưa tính được. Hôm nay chúng ta sẽ tính đầy đủ xíu. À, thì tôi sẽ tính mẫu một cái cho anh chị xem. À, chỉ đầu tiên là khả năng thanh toán chung. Khả năng thanh toán chung thì bằng tổng tài sản chia tổng nợ phải trả. À, như một chỉ tiêu tiêu biểu đó thì tính cho năm 2007. Năm 2007 tổng tài sản năm 2007 là 50.800, chia tổng nợ phải trả năm 2007 là 22.640, thì ra 2,24 lần. À, như vậy trong năm 2007 là khả năng thanh toán chung của công ty là đảm bảo, tài sản có khả năng đảm bảo trả cái nợ trả gấp 2,24 lần. Và tương tự như vậy năm 2008, tổng tài sản là 62.100 trong khi tổng nợ chỉ là 29.800, tức là 2,08 lần. À, bạn lưu ý là hôm qua chúng ta chỉ phân tích có một năm, thực ra trong phân tích tình hình tài chính của các đơn vị thì người ta vẫn phân tích qua khoảng thời gian 2, ít nhất là 2 năm, 2 đến 5 năm để người ta thấy xu hướng biến động của các chỉ tiêu này. Ví dụ qua phân tích cái khả năng thanh toán chung năm 2007 và năm 2008 của công ty thì chúng ta thấy là khả năng thanh toán chung là có sự suy giảm. À, mặc dù tổng tài sản nó tăng, năm 2007 là 50.800, năm 2008 là 62.100, tuy nhiên do đây là nợ phải trả tăng nhanh hơn, 22.060 lên 29.800, cho nên làm cho khả năng thanh toán chung của công ty giảm xuống, nhưng mà sự sụt giảm không đáng kể. Nhìn chung thì công ty về nghĩa vụ thực hiện nợ thì công ty vẫn có đủ tài sản để đảm bảo khả năng trả nợ khi đến hạn. Thì đó tôi tính tiêu biểu như vậy. Các chỉ tiêu còn lại các anh chị cũng tính cho 2 năm. À, thì các chỉ tiêu thì trong bài tập hôm qua chúng ta có làm rồi, cũng có công thức rồi. Bây giờ mình chỉ việc thế số vô thôi. À, đặc biệt anh chị tôi lưu ý anh chị tính toán một số chỉ tiêu bình quân là anh chị phải lấy cuối đầu năm cộng cuối năm chia đôi. Rồi bây giờ tôi để cho anh chị làm xong chút xíu tôi sửa tiếp. À, giờ mình tính sang chỉ tiêu thứ hai đi, khả năng thanh toán ngắn hạn, các khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán tức thời đó. Chỉ tiêu số 2 là khả năng thanh toán ngắn hạn thì bằng tài sản ngắn hạn chia cho nợ ngắn hạn. Trong năm 2007 tài sản ngắn hạn là 21.650 trong khi nợ ngắn hạn trong năm nay là 14.840, vậy là 1,46 lần. À, như vậy trong năm 2007 tài sản ngắn hạn của công ty có khả năng đảm bảo cái nghĩa vụ phải trả trong năm này. Và tương tự năm 2008 tài sản ngắn hạn của công ty là 26.400 trong khi nợ ngắn hạn là 20.900, 1,26 lần. Trong cả 2 năm thì tài sản ngắn hạn đều có khả năng đảm bảo cái nợ phải trả ngắn hạn. Tuy nhiên cũng tương tự như tình hình khả năng nói chung thì mặc dù tài sản ngắn hạn có tăng nhưng đây mà thấy rằng nợ ngắn hạn năm 2008 tăng nhanh và nhiều hơn nợ ngắn hạn năm 2007. Do vậy làm cho khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty có phần suy giảm nhưng nhìn chung là vẫn có đảm bảo. Tiếp theo là cái khả năng thanh toán nhanh. À,
thì nó lấy tài sản ngắn hạn trừ đi cái hàng tồn kho chia cho nợ ngắn hạn. Thì trong năm 2007 thì tài sản hàng là 21.650, trừ đi hàng tồn kho là 8.990, chia cho nợ ngân hàng là 14.840, và tương tự năm 2008 là 26.400 của tài sản hàng, trừ đi nợ ngắn hạn trong năm này là 20.900, trừ đi hàng tồn kho này là 12.700, chia nợ ngân hàng năm này là 20.900 thì ra 0,66 lần. Thì cũng như khả năng thanh toán chung và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, thì khả năng thanh toán nhanh của công ty suy giảm 0,85 lần của năm 2007 và 0,66 lần cho năm 2008. Một kỳ thi tiếp theo cuối cùng là khả năng thanh toán tức thời, thì bằng bằng tiền và các tài sản coi như tiền chia cho nợ ngắn hạn. Trong năm 2007 tiền là 5.200 và nợ là 14.840, và trong năm 2008 thì tiền là 5.600 trong khi nợ là 20.900. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng tất cả các chỉ số về đánh giá khả năng thanh toán của công ty đều suy giảm năm 2008 so năm 2007. Có thể nhận định chung một tình hình là về phía tài sản nói chung, cũng như tài sản hàng tồn kho rồi tiền đều tăng qua năm. Tuy nhiên ở đây do tốc độ nợ tăng nhanh và nhiều hơn tốc độ tăng tài sản và dẫn đến cái vấn đề suy giảm khả năng thanh toán. Thầy ơi, cho lớp thời gian hỏi cái công thức này là khả năng thanh toán tức thời hay là khả năng thanh toán nhanh dành? Khả năng thanh toán nhanh á, cái công thức khả năng thanh toán nhanh á là tài sản ngắn hạn trừ hàng tồn kho chia nợ ngắn hạn, rồi còn cái đây coi là công thức khả năng thanh toán tức thời. Tức là anh chị có thể, anh chị lưu ý là mình có tiền hay mình có hàng tồn kho thì mình đều có thể thanh toán được hết. Nhưng mà trong đó bộ phận mà thanh toán được ngay lúc đó là chỉ tính bộ phận tiền thôi. Thì trong tài liệu sách giáo khoa có một số công thức á, nó dùng không có chuẩn chút xíu, hôm qua tôi có nói nhắc rồi đó, cho nên giờ bạn có thể cập nhật lại cho nó phù hợp. Tiếp theo là tính vòng quay vốn rộng, thì có một cái chỉ tiêu khác là về khả năng thanh toán được không tính, đó là khả năng thanh toán lãi vay, bởi vì trong cái bài tập này không cho cái thông tin về lãi vay ngân hàng. Tiếp theo tính vòng quay vốn lưu động bằng doanh thu thuần chia vốn lưu động bình quân. Tôi nhấn mạnh các chỉ tiêu bình quân này. Hôm qua chúng ta lấy vốn lưu động hay là tài sản ngắn hạn bình quân được, tài sản hàng cuối kỳ. Do chúng ta chỉ có duy nhất một số liệu, hôm nay chúng ta có đầy đủ số liệu cho nên chúng ta tính bình quân. Và thật sự sự tính như hôm nay là mới tính đúng. Tính qua tính kiểu tình thế. Trong năm 2007 doanh thu thuần là 105.910. Anh chị theo dõi giúp mình, nếu mà tôi có gõ sai thế nào anh chị báo giùm, tại vì lúc tôi không có làm bằng tay, tôi gõ lên máy tính là tôi copy tôi chèn dòng bớt dòng nên nhiều lúc nhảy số. Rồi chia vốn lưu động bình quân hay tài sản ngắn hạn bình quân, trong tài sản ngắn hạn bình quân năm 2007 lấy đầu năm, số đầu năm 2007 tức là số cuối năm 2006 là 18.400, cộng số cuối năm 2007 là 21.650, chúng ta chia hai là bình quân. Các chị hiểu cách tính bình quân này, tính như vậy là chính xác nhất, còn tính qua tính tạm thời là 5,29 vòng, và tương tự năm 2008 là 5,85 vòng. Như vậy ta thấy vòng quay vốn rộng là có tăng tăng năm 2008 tăng so năm 2007, chứng tỏ vấn đề sử dụng vốn động có hiệu quả hơn, Chỉ tiêu tiếp theo là vòng quay hàng tồn kho bằng giá vốn hàng bán chia hàng tồn kho bình quân. Giá vốn hàng bán năm 2007 là 97.693. Chia hàng tồn kho đầu năm 2007 là 800.
cuối năm 2007 là 8.990, chúng ta chia đôi lấy bình quân thì ra 19,96 vòng, và tương tự năm 2008 là 12 vòng. Như vậy về hàng tồn kho thì cái số vòng quay đã giảm trong năm 2008, chứng tỏ trong năm 2008 này hiệu quả sử dụng hàng tồn kho không được tốt. Nhưng tôi cái số ngày của một vòng quay ra tương ứng nhiêu ngày, số vòng quay của các khoản phải thu thì bằng là doanh thu thuần chia các khoản phải thu bình quân. Doanh thu thuần năm 2007 là 105.910, chia khoản phải thu năm đầu năm 2007 là 4.500, cuối năm là 5.500, chia đôi tính bình quân thì ra 21,18 vòng. Còn năm 2008 doanh thu thuần là 140.480, chia khoản phải thu đầu năm 2008 là 5.500, cuối năm 2008 là 6.000, chia đôi lấy bình quân ra 24,43 vòng. Chứng tỏ là các vấn đề quản lý các khoản phải thu trong năm 2008 đã hiệu quả hơn năm 2007. Chúng ta rút ngắn được cái thời, nâng cao vòng quay, rút ngắn thời gian thu tiền. Tuy nhiên góc độ đó có thể ảnh hưởng chính sách bán hàng của công ty. Tính ra là số ngày của kỳ thu nợ bình quân thì lấy số ngày của năm là 360 chia cho cái vòng quay của năm 2007 là 21,18, trong năm 2008 là 24,43. Do vậy số ngày thu nợ thu tiền bình quân năm 2007 là 17 ngày, đã giảm xuống còn 14,74 ngày. Đó rút ngắn cái thời gian thu nợ lại. Chỉ tiêu tiếp theo là hiệu quả sử dụng tài sản. Chúng ta có hiệu quả sử dụng tài sản nói chung và hiệu quả sử dụng tài sản cố định. Về hiệu quả sử dụng tài sản năm 2007, doanh thu thuần chia tổng tài sản bình quân và năm 2008. Như vậy cứ trong chúng ta thấy rằng hiệu quả sử dụng tài sản có phần được cải thiện năm trong năm 2008 so với năm 2007. Như vậy trong năm 2007 cứ một đồng tài sản sẽ tạo được khoảng 2,31 đồng doanh thu. Và chỉ tiêu là tăng lên cho năm 2008 là một đồng tài sản tạo được 2,49 đồng doanh thu. Tôi anh chị tính toán xong thì anh chị phải đọc, anh chị nên là thử đọc lại cái ý nghĩa của nó, diễn giải số ra thì ta hiểu đúng bản chất vấn đề. Chứ nếu không nó chỉ là những con số vô hồn mà thôi. Tiếp theo là hiệu quả sử dụng tài sản định thì bằng doanh thu thuần chia tài sản định bình quân. Tài sản định đầu năm 2007 là 21.500. Lưu ý tôi chỉ lấy phần tài sản định thôi, tôi không có lấy phần tài sản dài hạn nói chung. Bởi trong đây có chi phí xây dựng cơ bản dở dang thì những chi phí này sau này sẽ hình thành nên tài sản định 211. Tuy nhiên chúng ta có thể là có những chi phí không được tính vào nguyên giá tài sản định mà chúng ta sẽ tính vào những phần giá vốn khác, nên tôi chỉ tính phần nguyên giá tài sản định hiện hữu mà thôi. Cộng cuối năm 27.000 chia đôi và năm 2008 là 27.000 cộng 30.500 chia đôi. Như vậy hiệu quả sử dụng tài sản định đã tăng. Cứ một đồng tài sản định thì tạo ra 4,37 đồng doanh thu trong năm 2007 và 4,89 đồng trong năm 2008. Tiếp theo là nhóm các chỉ tiêu cân nợ, là tính nợ phải trả trên tổng tài sản. Nợ phải trả năm 2007 là 22.640 và tổng tài sản năm đó là 50.800, và năm 2008 thì tính tương tự. Thì trong cả 2 năm thì hệ số này đều nhỏ hơn 0,5 hết. Theo lý thuyết thì chỉ số này nhỏ hơn 0,5 là ổn. Tức là trong khoảng chấp nhận được mặc dù có tăng. Trong năm 2008 thì nợ có tăng. Nhưng mà vẫn trong khoảng chấp nhận được. Tiếp theo là nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.
Bên nộp trả thì giống các chỉ tiêu vừa rồi. Chỉ tiêu vốn chủ sổ năm 2007 là 27.360 và năm 28 là 32.300. Mặc dù cái chỉ tiêu này có tăng trong năm 2008, tuy nhiên theo lý thuyết chỉ tiêu này tính đến một cân đối giữa nợ là nợ vốn là 1:1, tỷ lệ 1:1 thì chỉ tiêu này nhỏ hơn một, và vậy đều đạt yêu cầu. Tuy nhiên chúng ta lưu ý năm 2008 là trên cái 0,93, gần tiến tới sát một, do vậy công ty cần chú trọng hơn vấn đề là sử dụng nợ trong những năm tiếp theo. Tiếp theo là chỉ tiêu nợ quá hạn trên dư nợ vay hàng thì chúng ta không có thông tin để tính chỉ tiêu này. Chúng ta tính sang các chỉ tiêu cơ cấu vốn bao gồm hệ số tự tài trợ và hệ số tự tài trợ tài sản cố định. Hệ số tự tài trợ bằng vốn chủ sở trong xét là cái xét cái tỷ lệ của vốn chủ sở trong tổng nguồn vốn thì trong năm 27 là 0,54 và trong năm 28 là 0,52. Có hệ hệ số tự tài trợ có phần suy giảm trong năm 2008. Mặc dù suy giảm nhưng chúng ta thấy đều lớn hơn 0,5 hết, 0,5 hết. Cho nên có thể nhận định là khả năng tài trợ công ty cũng tự tài trợ cũng khá tốt. Và tương tự vậy hệ số tài trợ đầu tư thì bằng vốn chủ sở trên tài sản định và đầu tư dài hạn thì trong năm 2007 là 0,94 và cũng giảm vào năm 2008 là 0,9. Có giảm nhưng mà nhìn chung mà lớn hơn 0,5 lại cũng là khá tốt. Như vậy là chúng ta thấy là trong cả 2 năm thì cái một phần giá trị tài sản định đầu tư dài hạn phải được tài trợ bằng cái nguồn vốn vay. Trong năm 2007 là 6% và trong năm 2008 là tài trợ 10% từ nguồn vốn vay. Tiếp theo chúng ta còn 3 chỉ tiêu ROS, ROA và ROE. Tức là tính tỷ suất của sinh lời trên doanh thu S, trên tổng tài sản A và trên vốn chủ sở E. ROS thì bằng lợi nhuận ròng chia doanh thu thuần. Trong năm 2007 là 3,87% và năm 2008 là 3,68%. Có nghĩa là cứ 100 đồng doanh thu trong năm 2007 sẽ tạo ra 3,87 đồng lợi nhuận và 3,68 đồng lợi nhuận trong năm 2008. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, lợi nhuận ròng, lấy lợi nhuận ròng ở mỗi năm chia tổng tài sản bình quân. Như vậy trong năm 2007 cứ 100 đồng bình quân 100 đồng tài sản tạo được 8,95 đồng lợi nhuận và năm 2008 là 9,16 đồng. Và cuối cùng là chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở trong năm 2007 là 16,2% và năm 2008 là 17,33%. Có nghĩa là trong năm 2007 cứ 1 đồng vốn chủ sở bình quân tạo được 100 đồng tạo ra được 16,2 đồng lợi nhuận và năm 2008 là 17,33. Ta thấy cái chỉ tín dụng ở trang 92 đến trang 107. Đảm bảo tín dụng là hay còn gọi là bảo đảm tiền vay là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay. Như vậy vì cái tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp gì đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp theo ở những mục tiếp theo. Và áp dụng những biện pháp này nhằm phòng ngừa tạo một cái cơ sở kinh tế pháp lý để thu hồi các khoản vay thì gọi là đảm bảo tín dụng. Như vậy đảm bảo tín dụng có hai vai trò. Vai trò thứ nhất là phòng ngừa rủi ro tín dụng và vai trò thứ hai
là hạn chế rủi ro tín dụng, lưu ý phòng ngừa và hạn chế. Phòng ngừa ở chỗ nào? Đó, bởi vì nó gắn việc trả nợ của khách hàng với sự tồn tại của tài sản. Thứ hai, vấn đề kiểm soát của ngân hàng nó sẽ có tính định hướng hơn. Vấn đề về hạn chế rủi ro tín dụng chỗ nào? Hạn chế rủi ro tín dụng khía cạnh đó là tạo nguồn trả nợ phụ do ngân hàng có quyền ưu tiên đối tài sản đảm. Như vậy khi có rủi ro xảy ra, khách hàng không trả được nợ gốc và lãi thì nó sẽ tạo cái nguồn trả nợ phụ. Bởi vì khi đó ngân hàng có quyền ưu tiên đối với cái tài sản bảo đảm. Trong khi thực hiện đảm bảo tín dụng thì để đảm bảo tiền vay, đảm bảo tín dụng thực sự có hiệu quả thì đòi hỏi một số yêu cầu như sau. Thứ nhất là giá trị tài sản bảo đảm phải lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm. Tôi nói giả sử một trong những quy định hiện nay là cho vay không quá 70% giá trị tài sản đảm bảo. Chúng ta mang cái tài sản nhà cửa xe cộ đi cầm cố thế chấp cho ông vay thì ngân hàng sau định giá và chỉ cho vay tối đa 70% giá trị tài sản bảo đảm mà thôi. Cái vấn đề thứ hai là tài sản dùng làm đảm bảo nợ vay phải tạo ra được dòng ngân lưu, tức là tài sản nó có giá trị và thị trường tiêu thụ. Chúng ta nhận một cái tài sản cầm cố thế chấp thì tài sản đó phải có giá trị và có khả năng tiêu thụ thị trường. Thì khi xảy ra rủi ro thì ngân hàng mới thể bán tài sản đó và tạo nguồn trả nợ phụ. Cái thứ ba là có đầy đủ cơ sở pháp lý để người cho vay có quyền xử lý tài sản dùng làm đảm bảo tiền vay. Đây là ba cái yêu cầu để mà bảo đảm tiền vay thực sự có hiệu quả. Tiếp theo đó là điều kiện để nhận làm bảo đảm đối với một tài sản. Như vậy, ngân hàng sẽ nhận một tài sản làm tài sản bảo đảm cho một cái món vay với những điều kiện như sau. Thứ nhất là phải thuộc sở hữu hợp pháp hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp của người đi vay. Cái sở hữu này thực sự hữu dễ chứng minh. Ví dụ chúng ta có giấy tờ chứng minh và giả sử đối quyền sử dụng đất có giấy tờ chứng minh và không có tranh chấp đối với đối tượng khác. Cái điều kiện thứ hai, tài sản phải dễ bán, ít hao mòn vô hình về kỹ thuật, ít thay đổi công nghệ. Tức là nó có tạo có thể có thị trường tiêu thụ, tạo ra dòng ngân lưu. Cái điều kiện này để cho cái vấn đề bảo đảm tiền vay thực sự có hiệu quả. Như vậy cụ thể ra là dễ định giá, có thị trường hoạt động tương đối ổn định, thủ tục bán đơn giản, chi phí bán thấp, vân vân, là một số nội dung cụ thể của tài sản phải dễ bán. Thứ nhất là sở hữu hợp pháp, thứ hai dễ bán, ít hao mòn. Cái điều kiện thứ ba là tài sản được phép lưu thông giao dịch, lưu thông giao dịch, đặc biệt là đối với các tài sản bất động sản, giao dịch quyền sử dụng đất thì nó không thuộc khu vực giải tỏa quy hoạch. Cái điều kiện thứ tư là trong khả năng kiểm soát của ngân hàng có thể khả năng kiểm soát được. Như vậy đó là bốn cái điều kiện để nhận một tài sản làm tài sản đảm bảo. Về hình thức đảm bảo thì có hai hình thức cơ bản, một là bảo đảm bằng tài sản và thứ hai là tín chấp. Đây tôi sẽ nói tín chấp trước và sau đó tôi sẽ đi đề cập chi tiết các hình thức bảo đảm bằng tài sản. Tín chấp đó là biện pháp bảo đảm tiền vay, trong đó trong cho vay không có bảo đảm bằng tài sản thì tổ chức tín dụng chủ động lựa chọn khách hàng vay. Tổ chức tín dụng nhà nước được cho vay không có bảo đảm theo chỉ định của chính phủ. Tổ chức tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay có bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Tín chấp có nghĩa là cho vay không có bảo đảm bằng tài sản thì các tổ chức tín dụng nói chung thì chủ động lựa chọn khách hàng để cho vay không có bảo đảm, riêng tổ chức tín dụng nhà nước thì cho vay không có bảo đảm theo chỉ định chính phủ.
cho các cá nhân hộ gia đình nghèo vay, nhưng mà phải có sự bảo lãnh, bảo đảm của các tổ chức chính trị và xã hội. Cụ thể, theo luật dân sự năm 2005, tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định chính phủ. Và những tổ chức chính trị xã hội sau đây có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn. Cụ thể, theo Nghị định 163 năm 2006, ngày 29 tháng 12 năm 2006 về giao dịch bảo đảm, những tổ chức chính trị xã hội sau đây có là bên bảo đảm bằng tín chấp, bao gồm Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thứ ba Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thứ tư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thứ năm là Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thứ sáu là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là sáu cái tổ chức mà được quy định trong nghị định của chính phủ. Sáu tổ chức này được phép bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo tại cơ sở vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Đó là về hình thức bảo đảm bằng tín chấp. Bây giờ tôi đi vào phần quan trọng của bài học này, đó là các hình thức bảo đảm bằng tài sản. Đảm bảo bằng tài sản hay đảm bảo đối vật là đảm bảo tín dụng, là một hình thức của đảm bảo tín dụng rồi. Trong hình thức này, chủ nợ được thừa hưởng một số quyền hạn nhất định đối với tài sản của người đi vay, nhằm làm căn cứ thu hồi nợ trong trường hợp người đi vay không trả hoặc không có khả năng trả nợ. Rồi, như vậy chủ nợ được thưởng một cái quyền hạn nhất định đối với tài sản của người đi vay. Đây là quy định của luật dân sự trong khoảng điều khoản từ 329 đến 361. Thì hiện nay có bốn hình thức đảm bảo bằng tài sản như sau. Thứ nhất là hình thức cầm cố. Thứ hai là hình thức thế chấp. Thứ ba là hình thức bảo lãnh bằng tài sản bên thứ ba. Thứ tư là bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay. Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay. Chúng ta lần lượt đi vào nghiên cứu chi tiết các hình thức đảm bảo bằng tài sản này. Đầu tiên là hình thức thế chấp. Có lẽ hai thuật ngữ thế chấp, cầm cố thì anh chị rất hay nghe. Thế chấp tài sản theo luật dân sự năm 2005 là việc một bên, tôi gọi là bên thế chấp, hay là bên đi vay đó, dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối bên kia và bên nhận thế chấp. Trong quan hệ tín dụng mình là bên đi vay và ngân hàng, và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận chấp. Các chị lưu ý là trong các hình thức bảo đảm bằng tài sản thì bên đi vay luôn dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nhưng trong hình thức thế chấp này, ta nhấn mạnh cái câu là không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp. Ví dụ chúng ta đi vay nhà, thì tụi bạn chúng ta đi vay tiền và dùng chính căn nhà của mình để thế chấp. Chúng ta không không có chuyện không chúng ta tôi nói đùa xíu là chúng ta không có mượn, trong khi thế chấp khách hàng vẫn được giữ, chiếm giữ, quản lý tài sản đó. Và khách hàng vẫn được sử dụng tài sản và hưởng các hoa lợi từ tài sản nếu không có thỏa thuận khác. Chúng ta căn nhà đó chúng ta vẫn ở, chúng ta vẫn quản lý, chúng ta phải kinh doanh trên mặt bằng nhà đó, hưởng lợi, chúng ta vẫn có thể thuê, cho thuê mặt bằng đó, chúng ta nhận được từ cái lợi nhuận từ việc cho thuê mặt bằng. Như vậy khi thế chấp khách hàng bị phong tỏa, bị tạm thời chỉ mất cái quyền định đoạt tài sản thôi. Ví dụ rõ ràng chúng ta không thể bán, không thể cho, không thể tặng cái nhà chúng ta cho bất cứ một đối tượng nào khác. Chúng ta vẫn được quản lý, được sử dụng, vẫn được khai thác, nhưng không được định đoạt cái quyền sở hữu của cái tài sản thế chấp đó. Thế thì những loại tài sản nào được thông thường được sử dụng để thế chấp làm bảo đảm cái số tiền vay từ ngân hàng? Chúng ta thông thường có thứ nhất thế chấp bất động sản.
Thứ hai, thế chấp giá trị quyền sử dụng đất. À, thế chấp các tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, ví dụ là tàu biển, máy bay. Thường thì thông thường thì quy trình thế chấp tài sản được thực hiện như sau. À, chúng ta sẽ là thứ nhất thực hiện hồ sơ giấy tờ của tài sản thế chấp. À, ví dụ về tôi nói sơ thôi, còn khi chúng ta mà thực hiện vấn đề này thì ngân hàng nó sẽ yêu cầu cái người xin vay phải nộp đầy đủ giấy tờ sau, thì nó có một danh mục cái giấy tờ hồ sơ pháp lý do ngân hàng cung cấp. Đây tôi nói sơ, ví dụ giấy tờ quyền sử dụng đất, giấy xác nhận quyền sử dụng đất, giấy giao đất, hợp đồng cho thuê đất, dài hạn giấy xác tờ xác nhận không tranh chấp, đúng không? Rồi các giấy tờ các kiến trúc công trình hạ tầng, đúng không? Và sau ngân hàng kiểm tra tính hợp pháp của các giấy tờ này, tính hợp pháp, tính đầy đủ, đúng không? Và giao giới hạn kiểm tra tại thực địa nữa. Người sử dụng, người đi vay thì nợ chúng ta những giấy trên, đúng không? Ngân hàng ngoài vấn đề kiểm tra cái giấy đó, ví dụ một cái nộp cái sổ đỏ đi, sổ đỏ có hợp pháp hay không, có thiệt hay không, hay là sổ đỏ giả mạo, đầy đủ chưa, rồi sẽ phải hẹn kiểm tra tại chính cái nơi đó nữa. À, sau đó sau khi nộp hồ sơ rồi, kiểm tra rồi, chúng ta tiến hành thẩm định. À, thẩm định giá trị tài sản. À, xem thử là tài sản đó có tính thanh khoản hay không, có thể dễ lưu thông, có thể dễ dàng bán thị trường hay không. Đó, chúng ta định giá tài sản. Đó, định giá tài sản chúng ta lập và ký kết hợp đồng nhận hồ sơ lãnh nhận công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm. Và lưu ý hiện nay là mức cho vay là so với giá trị tài sản bảo đảm thì phải tối đa bằng 70 giá trị tài sản đảm được ngân hàng xác định. Sau khi nộp hồ sơ thẩm định tài sản rồi thì ngân hàng tiến hành theo dõi và thực hiện hợp đồng. À, theo dõi thực hiện hợp thì ngân hàng phải thường xuyên quản lý và theo dõi sử dụng tài sản, đúng không? Và trong quá trình đó có thể gì, bổ sung biện pháp tài sản đảm, ví dụ cái tài sản thế chấp đó giá suy giảm thị trường và dẫn đến tình trạng là giá trị tài sản bảo đảm không đủ để bảo đảm khoản vay, thì ngân hàng sẽ yêu cầu bổ sung tài sản đảm. Nếu khách hàng không bổ sung tài sản đảm thì ngân hàng yêu cầu sẽ trả bất nợ, thu hồi trước nợ trước hạn. À, cuối cùng là quy trình giải chấp và thanh lý tài sản. Khi khách hàng trả hết nợ hoặc thay đổi hình thức tài sản đảm thì chúng ta sẽ tiến hành giải chấp tài sản đảm bảo. Và thủ tục là trả lại khách hàng cái giấy tờ sở hữu đó mà khách hàng đã nộp cho ngân hàng trước đây. Làm thủ tục giải chấp, hủy bỏ đăng ký giao dịch bảo đảm. Và trong thanh khi khách hàng không còn khả năng trả nợ, mất khả năng tán, thì chúng ta sẽ tiến hành thanh lý cái tài sản thế chấp đó. Bằng cách yêu cầu khách hàng tự thực hiện nghĩa vụ, từ bán, hoặc ta tái thẩm định giá trị, hoặc ta làm thủ tục phát mại theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Đó là cái quy trình thế chấp tài sản, nộp hồ sơ, thẩm định, theo dõi và giải chấp. Về bán tài sản trong trường hợp khách hàng không có khả năng thanh toán thì chúng ta sẽ thanh lý bằng cách thứ nhất, khách hàng tự bán tài sản mình và sau đó trả nợ ngân hàng. Thứ hai, ngân hàng có thể mua lại tài sản đó, hoặc ngân hàng không, hoặc chính ngân hàng hoặc thông qua tổ chức thứ ba sẽ bán đấu giá tài sản đó. Thì sau khi bán tài sản thì ngân hàng sẽ thanh toán các chi phí liên quan quá trình bán tài sản trước. Số tiền lại sẽ thu hồi nợ gốc và cho vay. Số còn lại sẽ thu lãi của khoản vay và đến thu lãi phạt của nợ hàng nếu có. Thiếu thì đương nhiên khách hàng cũng nợ thêm. Và nếu thừa thì ta sẽ trả thanh toán phần thừa cho khách hàng. Cho hình thức thế chấp.
Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu hình thức có cho vay cái đảm bảo bằng tài sản thứ hai là cầm cố. Cũng theo luật dân sự năm 2005, cầm cố tài sản là việc một bên, gọi là bên cầm cố, trong quan hệ tín dụng ngân hàng là bên đi vay, giao tài sản, và lưu ý là giao tài sản, còn thế chấp là không giao tài sản. Giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia, gọi là bên nhận cầm cố, trong quan hệ tín dụng này là ngân hàng, để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Như vậy trong quan hệ tín dụng, cầm cố là việc người đi vay chuyển giao tài sản với ngân hàng cho vay nắm giữ để vay một số tiền nhất định và dùng tài sản đó để đảm bảo cho số nợ vay. Như vậy khi đến hạn mà người đi vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc không trả hết nợ cho ngân hàng thì ngân hàng được quyền phát mãi tài sản cầm cố hoặc tiếp nhận tài sản cầm cố để thu nợ. Như vậy trong hình thức này thì ngân hàng sẽ nắm giữ tài sản và giấy tờ sở hữu động sản của khách hàng đi vay trong thời gian vay ngân hàng. Như vậy tài sản cầm cố sẽ là động sản, nó có những đặc điểm như sau. Động sản, những tài sản mà dễ di chuyển, dễ thay đổi vị trí tọa lạc. Ví dụ ta đi cầm cố chiếc xe, một cái xe ô tô của mình đi. Thứ hai, dễ hư hao, mất mát, hao mòn, và thậm chí có thể không có giấy tờ sở hữu nữa. Chính vì những đặc điểm này, đối với những tài sản này dễ di chuyển, thay đổi vị trí, dễ hư hao, mất mát, cho nên ngân hàng cần phải nắm giữ chính lấy cái tài sản đó. Về cầm cố tài sản thì có hai loại. Thứ nhất, cầm cố vật hữu và cầm cố chấp hữu. Cầm cố vật hữu là ngân hàng nắm giữ lấy tài sản. Và cầm cố chấp hữu, ngân hàng chỉ nắm giữ giấy tờ sở hữu lưu hành như trong thế chấp. Như vậy ngân hàng áp dụng loại nào? Vật hữu, chấp hữu là phụ thuộc vào loại tài sản và mức độ tín nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng. Tôi sẽ điểm qua một số tài sản cầm cố phổ biến hiện nay. Thứ nhất, tài sản cầm cố là tài sản thực, động sản. Thứ hai, tài sản cầm cố là tài sản tài chính, ví dụ như là sổ tiết kiệm. Thứ ba, cầm cố tài sản là quyền tài sản, ví dụ quyền đòi nợ, quyền tác giả, quyền sở công nghiệp, quyền nhận số tiền bảo hiểm, các quyền phát sinh từ hợp đồng kinh tế. Về cầm cố tài sản thực, ví dụ như xe, phương tiện vận chuyển đi lại, máy móc thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu, nhiên liệu, kim khí quý, đá quý. Tới cầm cố xe, phương tiện vận chuyển đi lại, máy móc thiết bị, đây là hình thức cầm cố chấp hữu. Trong cầm cố chấp hữu thì ngân hàng sẽ tôi nhắc lại, chúng ta có hai hình thức là cầm cố vật hữu, chấp hữu. Vật hữu là ngân hàng sẽ giữ luôn các tài xe, phương tiện vận chuyển này, máy móc thiết bị này. Còn đối với cầm cố chấp hữu, đối với một số hợp uy tín, được hàng tín nhiệm, thì ngân hàng có thể cầm giữ giấy lưu hành thôi, giấy lưu hành của xe. Trong cầm cố tiếp theo là cầm cố hàng hóa, nguyên vật liệu, nhiên liệu, kim khí quý, đá quý. Thì yêu cầu hàng hóa này phải dễ bảo quản và chi phí bảo quản không quá lớn. Về cái địa điểm cầm cố hàng hóa thì ngân hàng chọn. Ngân hàng có thể có một cái kho riêng để giữ các loại hàng hóa này, hoặc ngân hàng thuê một cái kho cùng bên thứ ba để giữ các hàng hóa này, hoặc ngân hàng niêm phong số hàng này lại tại kho của cái người vay. Chúng ta vừa điểm qua một số cái tài sản thực trong cầm cố, bây giờ chúng ta phải cầm cố tài sản tài chính. Tài sản tài chính ví dụ như là thương phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm, trái phiếu, cổ phiếu. Những giấy tờ giá này thì hôm qua chúng ta đã học trong nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng rồi, thì chúng ta sẽ dùng những giấy tờ này để cầm cố. Tôi nói đơn giản như chúng ta có một sổ tiết kiệm ngân hàng,
À, dạ thực tế chúng ta tôi vẫn thường tôi đã từng thực hiện cầm cố này một lần. Như vậy tài sản tài chính sẽ có tính chất là dễ cất giữ, dễ định giá và tính thanh khoản của nó cao. Thì hiện nay có một số quy định như sau: tổ chức tín dụng cổ phần không được phép nhận cầm cố cổ phiếu do chính mình phát hành. Lưu ý chỉ vấn đề thôi. Thì khi nhận tài sản tài chính thì ngân hàng kiểm tra tính chính xác hợp lệ của giấy tờ có giá và chỉ nhận các giấy tờ có khả năng thanh khoản cao. Khi khách hàng trả hết nợ thì ngân hàng phải hoàn trả giấy tờ có giá lại khách hàng. Khi không trả được nợ ngân hàng thì ngân hàng sẽ dùng quyền mình để thu tiền bán lại giấy tờ giá lên đó trên thị trường tiền tệ. Hoặc khi khách hàng đổi loại tài sản bảo đảm thì ngân hàng cũng sẽ hoàn trả cái tài sản tài chính đó cho khách hàng. Đây là một số hình thức cầm cố tài sản tài chính hiện nay có thực hiện các ngân hàng. Đây là cái hình ảnh tôi chụp lại trên website của các ngân hàng. Đây là cầm cố tiền gửi tiết kiệm. Hoặc chúng ta có cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ giá, sổ khoản của ngân hàng Đại Á chẳng hạn. Hoặc cho vay cầm cố ứng trước tiền bán chứng khoán. Rồi chúng ta có một cái cầm cố tài sản tài chính khác, đó là cầm cố quyền tài sản. Ví dụ quyền đòi nợ, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền nhận được số tiền bảo hiểm, các quyền phát sinh hợp đồng kinh tế, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên, quyền đối phần vốn góp cho doanh nghiệp, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các quyền này để cầm cố. Thì hiện nay còn có một loại khác là cầm cố hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Còn có một loại hình mới xuất hiện. Đây tôi nói thêm cho anh chị biết. Bởi vì cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là giấy tờ có giá, nó có thể làm bảo đảm nợ vay do cái hợp đồng có giá trị hoàn trả ổn định thỏa thuận trước và có thể chuyển nhượng. Tuy nhiên để sử dụng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ làm cái tài sản bảo đảm thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có giá trị giải ước tại thì trả nợ đủ để trả nợ ngân hàng. Chúng ta mua hợp đồng và chúng ta kết thúc hợp đồng thời điểm nào đó thì chúng ta kết thúc định kỳ hay kết thúc đồng, chúng ta nhận được bao nhiêu tiền từ hợp đồng đó. Cái số tiền nhận được phải đủ để trả nợ ngân hàng thì ngân hàng sẽ nhận cái hợp đồng này làm cái tài sản đảm bảo. Đây là một cái mẫu hợp đồng cầm cố tài sản. Bên trong đó bên nhận cầm cố ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, bên cầm cố tài sản đều liệt kê các tài sản cầm cố như sau. Đây liệt kê đây. Đó là cái hình thức bảo đảm bằng tài sản thứ hai: một, thế chấp; hai, cầm cố. Hình thức thứ ba là bảo lãnh của bên thứ ba. Trong hình thức này, một bên thứ ba hay gọi là người bên bảo lãnh cam kết với bên có quyền, tức là bên nhận bảo lãnh, cụ thể ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, gọi là bên được bảo lãnh. Nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Như vậy đây là quy định trong luật dân sự 2 năm đề cập đến ba đối tượng là bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh. Đây là cái quy trình có ba bên. Nếu mà cụ thể trong quan hệ tín dụng ngân hàng, một là khách hàng được bảo lãnh, hai là ngân hàng nhận bảo lãnh ngân hàng cho vay, và thứ ba là bên thứ ba bảo lãnh. Thì khách hàng và ngân hàng ký hợp đồng tín dụng, ngân hàng cho khách hàng vay. Và khách hàng được một bên thứ ba đồng ý bảo lãnh. Bên thứ ba sẽ cam kết trả nợ ngân hàng nếu khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ. Chúng ta xem lại toàn bộ quy trình. Như vậy bên thứ ba có thể là một tổ chức, một cá nhân
hoặc một số tổ chức, một số cá nhân có đầy đủ năng lực pháp lý và tài chính. Bên thứ ba cam kết thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ đối với ngân hàng. Như vậy nghĩa là người bảo lãnh, tức là bên thứ ba, phải có nghĩa vụ trả nợ thay khách hàng đi vay bằng khả năng tài chính của mình. Và nghĩa vụ phát sinh khi khách hàng không còn khả năng trả nợ. Về phạm vi bảo lãnh, thì bên thứ ba có thể bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho khách hàng vay. Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm bảo lãnh phần nợ gốc, bảo lãnh lãi trong hạn, bảo lãnh phần lãi phạt quá hạn, bảo lãnh các phí nếu có. Như vậy bên thứ ba phải trả một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn và phí cho ngân hàng nếu khi đến hạn khách hàng vay vốn không trả được nợ. Về các loại bảo lãnh hiện nay có bảo lãnh trơn, tức là bảo lãnh thuần túy bằng uy tín. Đây chỉ có các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức tín dụng được áp dụng hình thức này. Tiếp theo là bảo lãnh bằng chính tài sản, các chủ thể khác trong nền kinh tế phải dùng chính tài sản mình để bảo lãnh cho cái người đi vay vốn. Và bảo lãnh bằng năng lực tài chính, đó là ba các loại hình bảo lãnh. Chúng ta so sánh một chút xíu giữa bảo lãnh và tín chấp. Như vậy ta thấy là chỉ có các tổ chức đoàn thể xã hội như quy định ở phần trên thì được bảo đảm bằng tín chấp. Còn bảo lãnh bằng tín chấp thì chỉ xác nhận nhân thân của bên đi vay mà thôi. Ví dụ các tổ chức chính trị thôi xác nhận cái nhân thân bên đi vay như thế nào. Chúng ta vừa nghiên cứu ba hình thức bảo đảm tài sản, đảm bảo tín dụng bằng cái tài sản. Hình thức cuối cùng phát sinh trong năm gần đây đó là bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay. Tài sản hình thành từ vốn vay là tài sản của khách hàng vay, mà giá trị tài sản được tạo ra bởi một phần hoặc toàn bộ khoản cho vay ngân hàng. Như vậy bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay là một biến tướng của thế chấp cầm cố tài sản làm bảo đảm khoản vay, mà trong đó tài sản đảm tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng, tài sản chưa hoặc đang hình thành hình thái vật chất mà thôi. Thứ hai, tài sản chỉ hình thành sau khi giải ngân, khi ký hợp đồng tín dụng để mua căn nhà. Thì sau khi giải ngân rồi chúng ta mới nhận được cái quyền sở hữu của bất động sản đó. Cái lúc mà hợp đồng tín dụng mình ký thì ta chưa hoặc đang hình thành tài sản thôi. Như vậy điều kiện của tài sản trong hình thức này là phải xác định được quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, xác định được giá trị, số lượng và được phép giao dịch, dễ bán, dễ chuyển nhượng và phải trong tầm quản lý giám sát của ngân hàng. Do vậy hiện nay các ngân hàng kết hợp với các công ty bất động sản, sự liên kết giữa ngân hàng bất động sản vừa giúp ngân hàng tìm cái khơi thông đầu ra dòng vốn, và về phía công ty bất động sản thì có thể tiêu thụ sản phẩm của mình, và về phía người tiêu dùng có thể sở hữu được bất động sản trong khi điều kiện khả năng của mình chưa cho phép. Tôi nói chút xíu thêm về các thủ tục sau khi ký hợp đồng bảo đảm. Thì chúng ta phải công chứng hợp đồng này và đăng ký giao dịch. Thì nghị định của chính phủ, nghị định số 8 năm 2000 của chính phủ ngày 10 tháng 3 quy định như sau về đăng ký giao dịch bảo đảm. Thì quy định điều 2, những trường hợp sau đây phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm. Thứ nhất, các anh chị cầm cố thế chấp tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu. Thứ hai là cầm cố thế chấp một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. Đây là hai trường hợp lưu ý để chúng ta đi phải đăng ký giao dịch bảo đảm. Đây là một số quy định về điều 3, nguyên tắc đăng ký giao dịch bảo đảm. Thì các anh chị nào có quan tâm đến cái lĩnh vực này thì các anh chị sẽ tìm hiểu cái văn bản nghị định của chính phủ về đăng ký dịch bảo đảm. Nhắc lại đó là nghị định số 8 năm 2000 của chính phủ để ta tìm hiểu thêm.
chúng ta đăng ký giao dịch bảo đảm ha, tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Về thời hạn đăng ký, việc đăng ký thế chấp bảo lãnh được thực hiện trong hạn không quá 5 ngày làm việc. À, 5 ngày làm việc. Việc đăng ký giao dịch bảo đảm có giá trị trong 5 năm kể từ ngày đăng ký. À, trừ trường hợp các bên có yêu cầu xóa đăng ký trước thời hạn hoặc yêu cầu đăng ký gia hạn. Thời gian của mỗi lần đăng ký gia hạn cũng là 5 năm. Dạ, tôi vừa trình bày tóm tắt một số vấn đề liên quan đến cái tài sản bảo đảm. Như vậy, để làm cơ sở pháp lý kinh tế cho ngân hàng thu hồi được nợ khi phát sinh rủi ro khách hàng không thanh toán được nợ cho ngân hàng, thì chúng ta có hai hình thức bảo đảm: một là bằng tín chấp, hai là bảo đảm bằng tài sản. Trong bảo đảm bằng tài sản thì có bảo lãnh, thế chấp, cầm cố và bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay. Đó là một số ý cơ bản để cho hình dung. Tiếp theo đi vào nội dung cuối cùng của cái chương 3 này, đó là vấn đề rủi ro tín dụng. Trong quá trình cho vay thì có thể phát sinh rủi ro, ví dụ như khách hàng đến hạn không trả được nợ gốc và lãi cho ngân hàng, thì chúng ta phải nhận diện rủi ro như thế nào và xử lý như thế nào. Thì trong cái giá trình lý thuyết thì đây là một phần mà thiếu không có trong trình lý thuyết, và tôi trình bày thêm để các anh chị có thêm kiến thức về vấn đề rủi ro này. Cái rủi ro tín dụng là xuất phát từ hoạt động tín dụng. Khi khách hàng vay vi phạm các điều khoản trong hợp đồng tín dụng, làm giảm hay mất giá trị của tài sản đó, tài sản có. Anh chị lưu ý là trong hoạt động ngân hàng thì có phát sinh rất nhiều rủi ro, và rủi ro tín dụng là một trong số rủi ro đó, và xuất phát từ hoạt động tín dụng. Đối với sinh viên ngành ngân hàng thì họ tìm hiểu rất nhiều rủi ro trong quá trình hoạt động ngân hàng. Ví dụ rủi ro tín dụng, rủi ro vốn chủ sở hữu, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất vân vân. Thì chúng ta chỉ nghiên cứu về nghiệp vụ cho vay ngân hàng, cho nên ta chỉ tìm hiểu sơ qua về rủi ro xuất phát từ nghiệp vụ đó, gọi là rủi ro tín dụng. Theo quyết định 493, quyết định này nếu anh chị nhớ lại thì tôi có trình bày đầu buổi sáng, lúc đó chắc lớp Tây Ninh thì không có nghe được quyết định này, về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng. Thì định nghĩa rằng rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, là khả năng thôi, do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. Hay nói cách đơn giản, rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện qua việc khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng hạn ngân hàng. Chúng ta lưu ý là trả nợ không đúng hạn thì chúng ta cũng xếp vào rủi ro tín dụng. Và sau này chúng ta khi thi lý thuyết có thể có những câu trắc nghiệm hỏi, ví dụ khách hàng A thiếu nợ ngân hàng, đến hạn trả nhưng mà khách hàng không trả nợ, nhưng 3 tháng sau thì khách hàng trả đầy đủ hết. Vậy trong trường hợp này có phát sinh rủi ro hay không? A có, B không? Thì chúng ta vẫn là có phát sinh rủi ro. Bởi vì khách hàng không trả nợ không đúng hạn ngân hàng thì chúng ta cũng đã vi phạm nguyên tắc số 2 trong nguyên tắc tín dụng, bởi làm ảnh hưởng kế hoạch sử dụng vốn, ảnh hưởng kế hoạch thanh toán của ngân hàng cho các người gửi tiền. Về phân loại, nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro thì người ta sẽ chia rủi ro tín dụng thành: thứ nhất là rủi ro giao dịch, thứ hai là rủi ro danh mục. Trong rủi ro giao dịch thì chia làm rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm, rủi ro nghiệp vụ. Trong rủi ro danh mục thì chia làm rủi ro nội tại và rủi ro tập trung.
Chúng ta bàn kỹ chút xíu về các rủi ro này để cho anh chị hiểu. Thứ nhất là rủi ro tín dụng thì bao gồm rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục. Rủi ro giao dịch là những rủi ro phát sinh do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay đánh giá khách hàng. Ví dụ chúng ta xem xét hồ sơ khách hàng, chúng ta thẩm định tín dụng khách hàng. Đó. Thấy là không có khả năng cho vay mà chúng ta vẫn cho vay. À. Rồi rủi ro danh mục là những rủi ro phát sinh do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay ngân hàng. Phát sinh trong quá trình cho vay và kiểm soát sau khi cho vay. Nó cho vay đối tượng nào, ngành nghề nào, lĩnh vực nào. Đó. Rủi ro giao dịch thì chia làm 3 loại rủi ro là rủi ro lựa chọn, bảo đảm và rủi ro nghiệp vụ. Rủi ro lựa chọn, rủi ro liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng. Khi ngân hàng lựa chọn những phương án vay vốn có hiệu quả để ra lần cho vay. Thứ hai là rủi ro bảo đảm là phát sinh từ các tiêu chuẩn đảm bảo như điều khoản trong hợp đồng cho vay, các loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo, cách thức đảm bảo, mức cho vay, giá trị giá tài sản đảm bảo. Thứ ba là rủi ro nghiệp vụ, đó, là rủi ro liên quan công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, đó, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hàng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản cho vay vấn đề. Thứ hai về rủi ro danh mục thì bao gồm rủi ro nội tại và rủi ro tập trung. Rủi ro nội tại là rủi ro xuất phát từ yếu tố các đặc điểm riêng có của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành lĩnh vực kinh tế. Cái rủi ro tập trung là cái rủi ro phát sinh do ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều đối với một số khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành, một lĩnh vực kinh tế hoặc trong cùng vùng địa lý nhất định hoặc cùng loại hình cho vay, cái rủi ro cao. Nếu chúng ta căn cứ vào hình thức của rủi ro thì chúng ta có các hình thức như sau. Thứ nhất, từ nhẹ đến thấp, đầu tiên là rủi ro không thu được lãi đúng hạn. À, đến kỳ hạn trả lãi mà không trả lãi, không thu được vốn đúng hạn. Nặng hơn là không thu đủ lãi và không thu đủ vốn. Và tùy mỗi hình thức mà ngân hàng sẽ có biện pháp xử lý, ví dụ treo lãi đó, phát sinh nợ hạn hoặc ngân hàng sẽ tiến hành miễn giãn lãi, xóa nợ vân vân. Theo tùy mỗi đối tượng. Thế là nguyên nhân gây ra rủi ro xuất phát từ ba yếu tố. Thứ nhất là yếu tố từ bản thân phía ngân hàng, từ phía khách hàng và từ phía cái môi trường hoạt động. Từ phía ngân hàng, chúng ta sẽ điểm qua một số nguyên nhân gây ra rủi ro. À, ngân hàng không thu hồi được vốn gốc và lãi khi đến hạn không thu hồi được, đến hạn không thu hồi đủ là do thứ nhất cán bộ ngân hàng không chấp hành nghiêm túc chế độ tín dụng và các điều kiện cho vay. Nhất hai là do chính sách và quy trình cho vay chưa chặt chẽ, chưa có quy trình quản trị rủi ro hữu hiệu, chưa chú trọng phân tích khách hàng, xếp loại rủi ro tín dụng để tính toán điều kiện vay và khả năng trả nợ. Năng lực dự báo, phân tích và thẩm định tín dụng, phát hiện xử lý khoản vay các vấn đề của cán bộ tín dụng còn yếu, nhất là đối với các ngành đòi hỏi nhiều biết hiểu biết chuyên môn cao, dẫn đến sai lầm trong việc cho vay. Hoặc ngân hàng có thể thiếu kiểm tra kiểm soát sau khi cho vay, dẫn đến khách hàng sử dụng vốn sai mục đích nhưng ngân hàng không ngăn chặn. Hoặc là thiếu thông tin về khách hàng hay thiếu thông tin tín dụng tin cậy kịp thời chính xác để xem xét phân tích trước cấp tín dụng. À. Hoặc năng lực phẩm chất đạo đức của một số cán bộ tín dụng chưa đủ tầm và vấn đề quản lý sử dụng đãi ngộ cán bộ ngân hàng chưa đáng. Đó, rất nhiều cái bài báo nói về chính cán bộ thẩm định tín dụng đã móc kết nối khách hàng để lập giả hồ sơ xin vay, từ đó rút tiền của ngân hàng. Thứ hai, nguyên nhân có thể xuất phát từ phía khách hàng. Từ phía hàng là khả năng tự chủ tài chính hàng kém, hoặc năng lực điều hành yếu, hệ thống quản trị kinh doanh không hiệu quả. Cho nên sau khi sử dụng nhận vốn vay về, chúng ta sự không mang lại hiệu quả của đồng vốn vay. Trình độ quản lý khách hàng yếu kém, dẫn đến việc sử dụng vốn vay kém hiệu quả hoặc thất thoát ảnh hưởng đến khả năng trả nợ. Và thậm chí có một số anh là chây ì, cố tình không trả nợ, thiếu thiện chí trong việc trả nợ vay ngân hàng. À, có tiền nhưng vẫn không trả.
Nguyên nhân thứ ba là xuất phát từ môi trường kinh tế. Có thể là do những cái yếu tố về thiên tai hỏa hoạn, là mất mùa dịch bệnh, rồi sự thay đổi của chính sách quản lý kinh tế, điều chỉnh quy hoạch vùng, hành lang pháp lý chưa phù hợp, những biến động thị trường trong và ngoài nước đã tác động đến cái vấn đề khả năng thu nợ của ngân hàng. Khi rủi ro tín dụng xảy ra, nó gây ra một số hậu quả như sau. Thứ nhất là đối với ngân hàng. Thứ hai là đối với nền kinh tế. Đối với ngân hàng thì làm mất cân đối trong việc thu chi, giảm lợi nhuận, ngân hàng sẽ bị lỗ và mất vốn. Nó làm vòng quay của vốn tín dụng bị chậm lại, dẫn đến ngân hàng kinh doanh không hiệu quả. Chúng ta trong thẩm định tài chính, các chỉ tiêu chính khi xem xét hồ sơ xin vay, thì chúng ta có vòng quay vốn hoạt động của doanh nghiệp. Thì ngân hàng nó cũng có vòng quay vốn tín dụng, nó bị chậm, khó thu hồi. Thay vì chúng ta cho vay, có thu hồi cho khách hàng khác vay, thì giờ chúng ta sẽ chậm thu hồi, không thu hồi được, nên ta không có tiền để cho vay xin lại tiếp tục. Có thể là mất khả năng thanh khoản ngân hàng, làm giảm lòng tin người gửi tiền, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của ngân hàng. Khi ngân hàng không thu hồi nợ, thì ngân hàng sẽ không có tiền để trả cho người gửi tiền, cho vậy là mất khả năng thanh khoản. Tiếp theo, đối với nền kinh tế thì ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng. Và bạn biết rằng trong bài đầu tiên tôi học, ngân hàng là lĩnh vực mà có tính dây chuyền, ảnh hưởng dây chuyền nhau, và từ ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng. Và ảnh hưởng tình hình sản xuất kinh doanh của các nghiệp. Các nghiệp khác có thể không có nơi cung cấp vốn, có thể gây suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính trong ngoài nước. Thì những cái ảnh hưởng đến nền kinh tế có lẽ tôi không cần bàn cả chi tiết nữa. Và chúng ta qua thực tiễn thì thấy rất rõ.